Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 75. Tuy nhiên, chắc chắn các tầng sau không dễ tu luyện như vậy. Suy cho cùng, với tầng cơ sở, nhờ có nội tình long tượng chiến thể nên mới vượt qua dễ dàng như vậy. Trong việc này, Lâm Nhất vẫn luôn tỉnh táo, hắn hiểu được tầng thứ 3 mới xem như chính thức nhập môn. Nhưng hiện tại, đối với Lâm Nhất thì như vậy cũng đủ rồi. Thương Long cửu biến, phong lôi luyện thể, thân thể được tôi luyện gần như có sự thay đổi về chất, đã nâng cao thực lực và lòng tin của hắn. Dưới tác động như vậy, hắn thoáng cảm nhận được dường như bình chướng đột phá lên cảnh giới Dương Huyền Đại Thành đã buông lỏng đôi chút, bất kỳ lúc nào cũng có thể công phá. Giờ phút này, bất kể đối đầu với ai thì hắn cũng đều có lòng tin giành được thắng lợi. Thương Long cửu biến, thất sát quyền và kiếm trong tay hắn sẽ chứng minh tất cả. Đi! Lâm Nhất thu hồi biểu cảm, rồi lách người rời khỏi mật thất. Trong hai canh giờ, nếu những người khác có đủ thực lực thì hẳn đã thông qua khảo nghiệm tầng 8. Cũng không biết sẽ gặp phải ai, hiện tại cứ mặc kệ. Tìm kiếm quanh đây xem thử rồi tính tiếp. Tầng 8 mộ cung có rất nhiều hành lang quanh co khúc khuỷu, hệt như một mê cung. Có đôi khi đụng phải thạch thất khoáng đạt, nhưng Lâm Nhất chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi. Bảo vật không ít, nhưng không có thứ nào vừa mắt nên hắn chẳng muốn lãng phí thời gian. Đột nhiên, Lâm Nhất cảm nhận được một tia chấn động, thân thể hắn bất giác trở nên hưng phấn. Thiên tài địa bảo thuộc tính lôi. Tim Lâm Nhất đập nhanh một nhịp, hắn lờ mờ đoán ra được, liền nhanh chân đi đến. Phút chốc, một cái sảnh cổ xưa hiện ra trước mắt Lâm Nhất. Sảnh chìm trong u tối, chính giữa có dựng một cái cột đá. Máu. Phía trên cột có một giọt máu lơ lửng, uy áp như có như không phát ra từ giọt máu kia. Lúc này, dưới tác động của uy áp, không khí như hình thành sóng nước, từ từ tản ra. Giọt máu nhỏ như hạt gạo nhưng lại ẩn chứa nguồn năng lượng vô tận. Năng lượng kia vô cùng khủng bố, chỉ liếc mắt thôi cũng khiến người ta có cảm giác sợ hãi sâu sắc. Đây là một giọt máu của yêu thú thượng cổ. Trên đường đi đến đây, Lâm Nhất đã đi ngang qua rất nhiều căn phòng chứa bảo tàng, nhưng hầu hết đều liếc mắt một cái rồi đi, chỉ riêng nơi này, vừa thấy đã khiến bước chân Lâm Nhất dừng lại. Giọt máu này có thể bảo tồn từ thời thượng cổ đến nay, e là năm đó chủ nhân của nó có địa vị rất cao, nhiều khả năng là một con yêu thú thuộc tính lôi. Trước đó, thân thể hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Chẳng lẽ là vì giọt máu Thương Long này sao? Nghĩ đến đây, tim Lâm Nhất bỗng đập loạn, nếu thật như thế, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực. Tuy nhiên, từ trước đến nay Lâm Nhất luôn là người cẩn thận, cho nên, giờ phút này hắn càng thêm tỉnh táo. Hắn từ từ tiến đến gần, ánh mắt lộ vẻ đề phòng, không dám lơ là chủ quan. Khi sắp đến gần cột đá, Lâm Nhất đột ngột duỗi tay ra, nhanh như chớp chộp lấy giọt máu kia. Vèo. Nhưng ngay khi hắn ra tay thì một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt đột nhiên sộc tới, hệt như rắn độc bổ nhào về phía Lâm Nhất. Nhìn như hời hợt, không đáng để sợ hãi, nhưng một khi bị nó công kích thì e là hậu quả cực kỳ đáng sợ. Lâm Nhất lập tức cảm thấy căng thẳng, thân thể gần như tránh né theo bản năng. Ầm. Nhưng vừa né ra, còn chưa kịp thở thì đã có ba tia sét bổ nhào đến. Cái sau càng hung ác hơn cái trước. Thế công ác liệt gần đến mức tạo thành áp lực cực lớn cho Lâm Nhất. Tia sét đánh xuống với tần số cực cao, tạo thành rung chuyển dữ dội, khiến máu huyết toàn thân và lục phủ ngũ tạng của hắn cũng dao động theo. Nếu thực lực kém một chút, ba tia sét kia còn chưa đến gần thì xương cốt toàn thân đã bị đánh tả tơi. Đợi đến khi chúng giáng xuống, e là sẽ bị đánh thành bột phấn, hóa thành cho tàn ngay tại chỗ. Đó là một cao thủ khá đáng sợ. Lâm Nhất nghiêm mặt, gặp nguy không sợ mà xoay người, tung ra một quyền. Khi năm ngón tay hắn siết chặt, khoảnh khắc đánh ra một quyền, kiếm thế toàn thân cũng ảo ảo tuôn ra, hóa giải tia sét có tần suất dao động cực lớn kia trong vô hình. Rầm. Khi quyền mang va chạm vào tia sét, ba cột sét đồng thời bị đánh tan, Lâm Nhấn lập tức lui về sau, từ từ hạ xuống rìa sảnh. Vừa ngẩng đầu, hắn liền thấy rõ người đến. Xích Xà Tiên Tần An xếp hạng thứ 9 bảng ngoài. Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng,
trong mắt bùng lên sát ý. Thoạt nhìn, một kích vừa rồi của đối phương có vẻ tùy ý, nhưng thực ra cực kỳ âm độc, chỉ cần không cẩn thận, hắn sẽ bị chém nát ngay lập tức, ngay cả xương cốt cũng không còn. Cút đi, giọt máu thương long này là của ta. Tần An lạnh lùng lườm Lâm Nhất, cứ như nhìn một con ruồi nhặng, kế đó, hắn ta xoay người, ung dung đi về phía cột đá. Thái độ của tên này rất kiêu ngạo, cách nói chuyện thể hiện rất rõ việc hắn ta xem Lâm Nhất chẳng khác nào không khí. Và theo như cách nghĩ của hắn ta thì cũng không cần phải che giấu điều đó. Vù vù. Đột nhiên, một luồng kiếm quang xẹt qua trước người hắn ta, để lại một dấu vết dữ tợn trên mặt đất. Kiếm ý hùng hổ bộc phát duệ khí ác liệt, buộc Tần An phải lui lại. Bước chân Tần An thoáng khựng lại, trong mắt lóe lên tia giận dữ rồi nhanh chóng biến mất. Hắn ta ngẩng đầu nhìn. Kiếm khí kia là do trường thương trong tay Lâm Nhất vạch ra, sự sắc bén và ác liệt đó chính là một đòn cảnh cáo im lặng của hắn. Và cũng là để đáp lại thái độ ngông cuồng, hống hách của Tần An. Tên này, người bị điếc hay bị mù? Không nghe rõ à, giọt máu thương long này là của ta. Tần An tỏ vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Cơ vô giả có ở đây thì ta cũng không nhường cho hắn. Ngươi là cái thá gì chứ? Nói muốn là được à, ngây thơ quá nhỉ. Lâm Nhất nghiêm mặt, thầm cười khẩy, tên này tưởng mình là ai chứ? Đừng nói tặng cho hắn ta, dù hắn có lấy được giọt máu thương long này thì cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ trước mặt. Hắn còn chưa đòi lại một roi cực kỳ âm độc trước đó đấy. Ồ, sao ta lại quên mất nhỉ? Ngươi có thể cản được một trưởng của cơ vô dạ cơ đấy. Đi được đến tầng này coi như ngươi cũng có chút bản lĩnh, tuy nhiên, ta khuyên ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, vơ vét xong rồi thì thôi đi, đừng có mà nhặt được dưa hấu lại ném hạt vừng, coi chừng mạng nhỏ cũng không giữ được đấy. Tần An nhếch mép cười, ánh mắt hắn ta vẫn lóe lên tia sáng đỏ quái đản như trước, trông rất khó chịu. Nói thật ra thì hắn ta không muốn đánh với Lâm Nhất vì cảm thấy rất phí thời gian. Tần An và Bùi Nhạc từng lên kế hoạch sẽ đánh trọng thương Tạ Vân Kiều ở tầng 7, đến tầng 8 lại đuổi cổ cơ vô giả và Diêm Không, kế đó, bọn họ sẽ độc hưởng truyền thừa tinh quân ở tầng 9 mộ cung. Hiện tại, kế hoạch đang tiến triển thuận lợi. Tạ Vân Kiều đã bị loại, chỉ cần tìm được cơ vô giả và Diêm Không ở tầng 8 nữa là được. Tần An cảm thấy trong quá trình tìm người, nếu có thể thuận tay lấy được máu thương long thì quả thật không còn gì tốt hơn. Đánh với kẻ khác thật sự rất phí thời gian, e là không kịp tụ hợp với Bùi Nhạc. Nhưng rất rõ ràng là Lâm Nhất không hề bị dọa bởi dăm ba câu của hắn ta, đồng thời cũng sẽ không rời khỏi đây. Muốn mạng của ta à? Vậy ngươi ra tay thử đi. Lâm Nhất nhíu mày, trái lại, hắn rất muốn biết tên Tần An xếp hạng thứ 8 bảng ngoài này có bao nhiêu bản lĩnh. Cứng đầu vô tri, vậy thì đừng có hối hận. Thái độ thờ ơ của Lâm Nhất khiến lửa giận trong lòng Tần An bùng lên, thoáng chốc nổ tung. Không biết mèo chó từ đâu đến, đỡ được một trưởng của cơ vô dạ mà cũng dám nghênh mặt với hắn ta. Tần An này đã có lòng tốt tha mạng cho, vậy mà còn không biết điều, nếu đã thế, chớ trách ta lòng dạ ác độc. Xoẹt! Hắn ta vụt mạnh xích xà tiên trong tay, kế đó, roi bỗng hóa thành một tia sét đánh về phía Lâm Nhất. Thân thể Tần An bất động như núi, chân không hề di chuyển, nhưng chân nguyên trong cơ thể lại ào ào tuôn ra như thác đổ. Khi hắn vung tay, bóng roi như sét đánh quất xuống khiến không khí cũng xuất hiện dấu vết bị xé rách. Phá! Lâm Nhất lạnh mặt, dùng tay làm kiếm, một ngón tay điểm ra, vừa khéo chạm vào bóng roi sét đánh kia. Răng rắc, âm thanh sắt đá vỡ vụn vang lên, một roi sắc bén và ác liệt cứ thế bị đánh nát bởi một kiếm từ ngón tay. Là kiếm ý tiên thiên đại thành. Tần An khẽ nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kiêng dè, trước đó hai người giao thủ với Tạ Vân Kiều chiến thắng một cách khó khăn cũng là vì kiếm ý tiên thiên đại thành của đối phương tạo thành phiền phức không nhỏ cho bọn họ, suýt đã lật thuyền trong mương. Một khi kiếm khách nắm giữ kiếm ý tiên thiên, cho dù tu vi không cao cũng sẽ trở nên khó giải quyết. Huống hồ còn là kiếm ý tiên thiên đại thành. Tiểu tử này cũng có chút năng lực. Một cái chỉ tay của hắn đã khiến chân nguyên cô đọng lại rồi. Nhưng chút bản lĩnh này vẫn chẳng đáng là gì cả. Roi xích xà, biển lửa vô biên.
Tần An quát to một tiếng, cả người lập tức bị bao phủ bởi ánh lửa dày đặc, khiến đại điện tràn ngập một màu đỏ thẫm. Phừng phừng. Trong người hắn ta như có một biển lửa đang sôi trào, cuồn cuộn ngất trời, uy thế trên người không ngừng tăng vọt. Lúc này, khí thế đáng sợ của người nằm trong 10 người đứng đầu bảng ngoài được hắn ta triển khai triệt để. Uy thế nóng bỏng như núi lửa phun trào thế này thật sự có hơi đáng sợ, một người đứng hạng 70 mấy như Quách Húc hoàn toàn không thể sánh bằng. Vụt, 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 vụt. Kèm theo với ngọn lửa cháy mạnh, thân thể sừng sững như núi của hắn ta chợt trở nên linh hoạt như rắn. Thân thể hắn ta không ngừng biến ảo, ánh lửa thiêu đốt, những bóng roi đánh xuống từ bốn phương tám hướng. Mỗi bóng roi đều nhanh như tia chớp, tràn ngập ánh lửa nóng rát kéo đến tựa như biển lửa mênh mông. Đến đây, Lâm Nhất ung dung vùng trường thương như kiếm trong tay lên, kèm theo Tử Diên kiếm quyết, ngân quang bùng nổ. Kiếm quang dày đặc như cột nước chọc trời dâng lên trên mặt hồ, rất nhiều cột nước kết hợp với nhau, biến thành một vòi rồng điên cuồng ngưng tụ từ kiếm ý. Trong lúc hàn mang lóe lên, vòi rồng mang theo kiếm thế đáng sợ điên cuồng xông về phía trước. Thiên phá vân, phá! Ánh mắt Lâm Nhất tràn đầy phong mang, hắn quát một tiếng, lập tức khiến biển lửa hội tụ từ bóng roi xung quanh nổ tung. Trong biển lửa nổ tung, nét mặt Tần An rất lạnh lùng, chân nguyên trên người không ngừng rót vào trong roi. Cái roi nhỏ dài lập tức trở nên nóng bỏng như dung nham, tia lửa bắn khắp nơi, tiếng nổ lách tách liên tục vang lên. Chỉ đốm lửa vỡ ra rơi xuống đất cũng phát ra tiếng vang động trời, đinh tai nhức óc. Rất khó tưởng tượng nếu một roi này thật sự đánh xuống sẽ đáng sợ đến mức nào. Viêm dương xé trời. Trong tiếng hét điên cuồng, cuối cùng một đòn roi đáng sợ cũng đánh xuống. Dẫu sao Lâm Nhất cũng dùng thương thay kiếm. Kiếm ý tiên thiên đại thành gia trì lên trường thương cũng thiếu đi chút khí thế. Một roi này mang theo ngọn lửa cuồn cuộn, hùng hồn bá đạo, tựa như một cái đuôi rồng quật xuống từ 9 tầng mây, không gì cản nổi, lần lượt đánh tan kiếm thế của Lâm Nhất. Rắc! Dưới một roi này, trường thương trong tay Lâm Nhất lập tức nứt ra, hắn nhanh chóng rút lui. Ầm! Vào khoảnh khắc roi đánh xuống đất, một ngọn lửa cao 2 thước lập tức dâng lên. Chớp mắt một cái đã lan tràn khắp đại điện. Ầm, ầm, ầm. Tần An thừa thắng xông lên, hắn ta cười khẩy, roi xích xà trong tay tựa như một con rắn độc cắn chặt lấy Lâm Nhất không buông. Kèm theo những bóng roi đánh xuống, khí thế trên người hắn ta cũng không ngừng dâng lên. Roi dài cua múa, đằng đằng sát khí, hung ác gầm thét. Cũng khá có bản lĩnh đấy chứ, có thể đứng hạng 8 trong bảng ngoài. Đương nhiên Tần An này không phải có tiếng mà không có miếng. Nhưng nếu chỉ như thế đã muốn Lâm Nhất bó tay chịu trói thì tự tin quá rồi. Lâm Nhất phứt bỏ trường thương bị gãy làm đôi trong tay đi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hắn kết ấn bằng một tay. Giống như hoa sen không có nước, tựa như nhật nguyệt không ở trên không. Phật môn thất sát ấn. Đợi đến khi con dấu cổ xưa xuất hiện. Sát khí trên người Lâm Nhất lập tức dâng cao gấp 7 lần, mênh mông như vực sâu, nguy nga như núi lớn, tựa như sát thần bước ra từ trong địa ngục. Chúng sinh phẫn nộ. Oán thiên bất nhân. Chén rượu khó cạn. Ai cạnh bên ta? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thất sát ấn xuất hiện, sát ý trên người Lâm Nhất tăng vọt đến mức trước giờ chưa từng có, đỡ lấy uy thế của đối phương, điên cuồng xông lên. Mỗi khi tiến lên một bước, hắn đều đánh tới một quyền. Dưới sự gia trì của kiếm ý tiên thiên đại thành, Lâm Nhất sử dụng thất sát ấn gần như trở nên điên cuồng, ngang ngược xông lên. Ầm ầm. Theo từng quyền mang đánh ra, uy lực đáng sợ của thất sát ấn cũng theo đó bùng nổ. Trong nháy mắt, tiếng động rung trời xuất hiện, cát bay đá chạy, đại điện cổ xưa không ngừng rung động. Quyền phong minh mông phát huy toàn bộ kiếm ý mạnh mẽ của 10 tầng kiếm quyết. Trong cú đấm của hắn như có thiên quân vạn mã đang phi nhanh, có tiếng lửa giận ngưng tụ, khiến thiên địa chấn động. Giống như có vô vàn nhiệt huyết và đau thương khó mà quên được, khí thế bị đè nén như ánh tịch dương nhuốm máu, thê lương như tuyết. Nhiệt huyết sôi trào, sát khí đầy trời hội tụ, trong mắt Lâm Nhất như có tia chớp lóe lên, trên người mồ hôi đầm đìa. Vóc người không quá cao to kia lại trông như đội trời đạp đất. Hạng 8 bảng ngoài thì sao?
Thất sát quyền có uy lực kinh khủng như thế, mỗi một quyền đều có khí thế hào hùng như nuốt cả núi sông, thể hiện hoàn toàn chỗ tuyệt vời của quyền pháp này. Chén rượu khó cạn, ai cạnh bên ta? Đợi đến hai cú đấm cuối cùng, bóng roi ùn ùn kéo đến của đối phương đều bị nổ tung. Hai quyền mang một trước một sau đánh vào trước ngực đối phương. Phụt! Tần An phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay đi, va vào trên vách tường. Bị mất mặt, Tần An xoay người đứng trên không trung, nổi giận nói, kim xà nuốt mặt trời. Ầm ầm! Roi xích xà lượn vòng trên đầu hắn ta không ngừng trở nên to hơn, chẳng mấy chốc đã biến thành một con rắn sống động như thật. Trên người con rắn có ngọn lửa màu đỏ quấn quanh, không ngừng bốc cao, một uy thế cuồn cuộn liên tục dâng lên trên người Tần An. Khí thế thoáng chốc dâng lên đến cực hạn, con rắn há to miệng, lao về phía Lâm Nhất. Hai hàm răng há to không ngừng mở rộng trước mặt Lâm Nhất, xung quanh đen kịt, con kim xà kia như thật sự đã nuốt chửng mặt trời, khiến thế gian rơi vào bóng đêm, khiến lòng người vô thức cảm thấy sợ hãi. Sắp phải đối mặt với cái chết rồi còn muốn trở mình sao? Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng sắc bén lóe lên, ánh sáng đó chứa đựng tinh lực dồi dào như muốn nổ tung, lôi quang sáng rực. Trong người hắn có sức mạnh phong lôi chậm rãi dao động, những tiếng vang ngút trời truyền đến như thương long tức giận gào thét, khí huyết sôi trào như biển. Trong cuồng phong gào thét, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, kèm theo điện quang màu tím bao phủ xung quanh và tiếng nổ tựa như sấm rền. Tiếng sấm kia gần trong gang tấc, nhưng lại như từ trên trời rơi xuống, chứa đựng uy thế vô cùng to lớn. Biến thứ nhất trong thương long cửu biến. Hắn bay lên không trung, đánh tới một quyền trong lôi mang chớp lóe. Ầm. Trong nháy mắt, lôi phong cùng xuất hiện, thánh âm tựa như sấm. 30 tiếng sấm chất chồng lên nhau, nổ tung trong hư không. Soảng. Bên cạnh đó còn kèm theo một tiếng nứt giòn giã. Giống như vô số mảnh thủy tinh rơi xuống, tầm nhìn chợt khôi phục. Tần An giữa không trung thất khiếu chảy máu, rơi mạnh xuống đất, sắc mặt tái nhợt, chật vật không nói nên lời, cực kỳ yếu ớt. Vào lúc lôi phong cùng xuất hiện, con kim xà nuốt mặt trời không ai sánh bằng kia cũng bị đánh tan thành mây khói. Lâm Nhất thu quyền đáp xuống đất, hắn không nhìn Tần An mà nhìn về phía một con đường khác. Có tiếng bước chân dần đến gần, theo tiếng bước chân. Kiếm táng hoa trong hộp đựng kiếm trên lưng hắn cũng không ngừng rung lên. Tiếng bước chân của người đến rất nhẹ, lại vô cùng rõ ràng trong đại điện mờ tối. Tiếng bước chân càng đến gần, kiếm táng hoa trong hộp càng rung động dữ dội hơn. Từ sau khi đi tới biển trăng khô, kiếm táng hoa chưa từng ra khỏi vỏ, đã không ở yên được từ lâu rồi. Bây giờ dường như cảm nhận được sự khiêu khích nào đó, khiến chiến ý của nó dâng cao. Oanh! Lâm Nhất hơi giật mình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm táng hoa trong hộp đang trải qua một sự lột xác nào đó với tốc độ kinh người, có thể sẽ vượt qua huyền khí, thăng cấp thành bảo khí. Tính toán thời gian thì đúng là đủ rồi. Lâm Nhất cảm thấy khá mong đợi, có lẽ sau khi thăng cấp thành bảo khí, kiếm táng hoa sẽ mang đến cho hắn một bất ngờ. Trong lòng hắn đang mừng như điên, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh, không có chút dao động. Sau khi vào đến biển trăng khô, hắn chưa từng rút kiếm. Chiến ý bị đè nén của kiếm táng hoa đã sớm đến giới hạn, cả Lâm Nhất cũng như thế. Thú vị đấy, luyện thể thần quyết kinh khủng, kiếm ý tiên thiên còn mạnh mẽ hơn cả Tạ Vân Kiều. Cho dù nhìn khắp chín thành châu của cổ vực Nam Hoa cũng không có bao nhiêu nhân tài trẻ tuổi đáng sợ như ngươi. Trên hành lang, Bùi Nhạc Lưng đeo đao cổ chậm rãi xuất hiện. Hắn ta đảo mắt nhìn về phía Lâm Nhất, thản nhiên nói, Tần An, không chết được đâu nhỉ. Thấy Bùi Nhạc xuất hiện, Lâm Nhất cũng không quá bất ngờ, hai người họ vốn có quen biết. Trước đây khi chưa vào biển trăng khô cũng xuất hiện cùng nhau, nói chuyện luôn coi trời bằng vung, dáng vẻ kiêu căng đó của hai người để lại cho Lâm Nhất ấn tượng rất sâu sắc. Có thể nói, trong toàn bộ cổ vực Nam Hoa thật sự chẳng có bao nhiêu nhân tài trẻ tuổi có thể sánh với Lâm Nhất. Nếu hắn lấy một chọi hai chém chết Lãnh Hạo Vũ, đỡ được một trưởng của Cơ Vô Dạ vẫn chưa đủ khiến người ta giật mình. Thì trước mắt, lấy một chọi một, đánh bại Tần An người đứng thứ 8 trên bảng ngoài thật sự có hơi đáng sợ. Một khi truyền ra ngoài chắc chắn sẽ vang danh bốn bể, khiến rất nhiều người kinh ngạc.
nếu ngươi không đến, e rằng ta thật sự chết ở đây rồi. Tần An thất khiếu chảy máu, cực kỳ yếu ớt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Nhất bằng ánh mắt chứa đựng sát khí và lửa giận vô tận. Trong lúc nói chuyện hắn ta nhai vỡ một viên đan dược, thuốc phát huy tác dụng, vết thương trên người hắn ta nhanh chóng khôi phục với tốc độ đáng kinh ngạc mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Trong nháy mắt, sắc mặt đang tái nhợt lập tức hồng hào trở lại, khí thế trên người lại hội tụ một lần nữa. Suy cho cùng hắn ta cũng là thiên tài đứng thứ 8 trên bảng ngoài, dù gì cũng phải có lá bài tẩy để giữ mạng. Lâm Nhất liếc mắt nhìn về phía Bùi Nhạc, nói đúng hơn là thanh đao trên lưng đối phương. Nếu hắn nhớ không lầm thì thanh đao này có tên là U Vân, Mạc Linh sư tỷ đánh giá rất cao thanh đao này. Không ngờ người này nhìn Lâm Nhất mấy lần, sau đó đi về phía Tần An. Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, không chiến đấu nữa sao? Nhưng như thế cũng không sao, hắn vừa đại chiến một trận, lại phải đối mặt với một kẻ thù mạnh cũng không tốt lắm. Mộ cung có 9 tầng, quyết chiến một lần nữa cũng không sao cả. Lâm Nhất vừa nghĩ vừa đi tới cạnh trụ đá, đưa tay lấy giọt máu tươi của Thương Long vào lòng bàn tay, cẩn thận cho vào túi trữ vật. Cho ngươi đi chưa? Lâm Nhất xoay người đi tới hành lang, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lạnh như băng. Là Bùi Nhạc. Giọng nói kia vô cùng lạnh lùng, khiến cả đại điện như có xương lạnh rơi xuống, làm người ta cảm giác như rơi vào hầm băng. So với giọng nói này, sát khí còn là thứ lạnh lẽo hơn, sát khí cực kỳ bá đạo, dường như rất bất mãn với việc Lâm Nhất xoay người. Gần như cùng lúc giọng nói vang lên, hắn ta cũng giơ tay bắn ra một lưỡi băng màu máu, lưỡi băng phá không bay tới nhanh như tia chớp. Lâm Nhất đưa lưng về phía Bùi Nhạc thoáng sửng sốt, sau đó hơi nhếch môi cười khẩy. Hắn không ngại tha cho đối phương, nhưng nếu đối phương không biết ơn, vậy thì đừng trách hắn ra tay vô tình. Trong nháy mắt, kiếm ý gào thét, phong mang tung hoành trên người Lâm Nhất. Không cho ta đi. Vậy thì không đi nữa. Lâm Nhất xoay người, năm ngón tay nắm chặt, đấm tới một quyền. Tử Diên kiếm quyết điên cuồng vận chuyển, cú đấm chứa đầy sát khí lập tức đánh lên lưỡi băng màu máu kia. Rắc. Tiếng kim loại nứt vỡ vang lên, lưỡi băng cứ thế bị quyền mang mạnh mẽ đánh tan. Vẫn chưa xong. 84 cánh hoa ở vùng tử phủ hoàn toàn nở rộ, trong ánh sáng nở rộ, mũi tên ẩn chứa trong quyền mang bay vút lên, cuồn cuộn di chuyển. Sắc mặt Bùi Nhạc hơi thay đổi, hắn ta nhanh chóng lùi về sau mấy bước, tên này vừa mới đại chiến một trận nhưng vẫn còn mạnh như thế. Tần An, người đã nuốt đan càn vân rồi, ít nhiều gì cũng đánh được một trận đúng không? Nếu ngươi còn không liều mạng thì ta cũng không thể làm gì tiểu tử này đâu. Bùi Nhạc lạnh nhạt nói, trong lúc nói chuyện, hắn ta duỗi tay về phía sau, năm ngón tay nắm chặt lấy chuôi đao, đao rút ra nửa tấc, chân nguyên trên người hắn ta lập tức hợp lại với đao ý, ầm ầm nổ tung, một tia u quang màu máu bao phủ lấy khuôn mặt hắn ta. Đao quang nửa tấc kèm theo hơi thở lạnh lẽo hàm chứa lệ khí đáng sợ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta vô cùng sợ hãi. Không cần ngươi phải nói. Tần An từng giao thủ với Lâm Nhất. Đương nhiên biết rõ sự đáng sợ của đối phương, một mình Bùi Nhạc chắc chắn không làm gì được hắn, thậm chí chưa chắc có thể thắng. Hắn ta giận dữ vùng roi xích xà trong tay, ánh lửa lập tức lóe lên, bóng roi tạo thành một biển lửa mờ mịt từ bốn hướng kéo về phía Lâm Nhất. Tần An vừa ăn đan càn vân, thương tích hồi phục khá nhanh, một roi này cũng không chênh lệch so với lúc mạnh nhất quá nhiều. Thậm chí phong mang trong nó còn kinh khủng hơn. Có cảm giác như bị ép đến bước đường cùng, phát huy hết tiềm lực. Oanh! Khí thế trên người Bùi Nhạc đồng thời đạt tới đỉnh cao, cuối cùng đao U Vân cũng bị hắn ta rút ra hoàn toàn. Trường đao huyết sắc mang theo khí thế hào hùng, chứa đựng hàn ý lạnh như băng, ẩn mình trong biển lửa mờ mịt đánh về phía Lâm Nhất. Trong nháy mắt, hai người họ đều dốc hết toàn lực, không hề nương tay tấn công Lâm Nhất. Tình cảnh lập tức trở nên rất nguy hiểm. Một người hạng 8 bảng ngoài, một người hạng 9 bảng ngoài, hai người liên thủ với nhau, e rằng cả cơ vô dạ cũng phải kiêng dè. Nếu là người ngoài, có lẽ người đó đã cảm thấy tuyệt vọng rồi. Mặc cho sát chiêu của hai người này, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, tâm trạng hắn không hề dao động, nét mặt bình tĩnh, chỉ có chiến ý trong mắt là nóng bỏng như lửa. Chiến đấu,
Kiếm ý tiên thiên đại thành được Lâm Nhất thúc dục đến cực hạn, kiếm mang màu bạc bao phủ cả người hắn. Hắn di chuyển, hai nắm đấm vung lên, cú đấm tựa như kiếm, quyền mang vô tận biến thành kiếm mang chứa đựng hàn quang lạnh lẽo lao về phía biển lửa vô biên, chút hết nhiệt huyết hào hùng trong lòng. Ầm, 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 ầm. Trong đại điện, khí thế giao phong, tiếng vang lớn liên miên không dứt. Trận chiến chấn động lòng người thế này giống như sóng lớn ngất trời kèm theo mưa rền gió dữ, tựa như mãi không có dấu hiệu dừng lại. Trận chiến vừa dữ dội vừa tàn khốc khiến hai bên như sôi trào, trên không trung có chân nguyên dao động, kiếm khí tung hoành, đao quang chớp lóe, ánh lửa bắn ra khắp nơi. Chẳng mấy chốc đã giao chiến mấy chục chiêu. Lại một âm thanh động trời vang lên, ba bóng người trên không trung đều lùi lại. Kết thúc ở đây thôi. Giao thủ một lúc lâu, Lâm Nhất cũng nắm rõ tình hình, thản nhiên nói với hai người. Thú vị thật, người lấy đâu ra tự tin vậy? Trường tiên trong tay Tần An rũ xuống, hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, bộ quần áo của đối phương dính đầy máu. Tuy thương tích không nghiêm trọng, nhưng cục diện vẫn nằm trong sự khống chế của hai người. Đúng là nên kết thúc ở đây, nhưng người chết sẽ là ngươi. Mùi nhạc bay lên không trung, không định cho Lâm Nhất có cơ hội nghỉ xả hơi, đao u vân trong tay phát sáng, đao mang màu máu cuồn cuộn xuất hiện. Hắn ta chém xuống một phát, một đao hung ác đánh tan kiếm thế trên người Lâm Nhất. Nét mặt hắn ta trở nên vô cùng dữ tợn, kiếm ý tiên thiên đại thành thì sao, một đao này của ta vẫn có thể chém nát ngươi. Tạ Vân Kiều thua thế nào? Lâm Nhất người cũng sẽ chết như thế. Nhưng khi một đao này sắp chém xuống. Kiếm. Trong mắt Lâm Nhất chợt có ánh sáng lóe lên, kiếm táng hoa đã không đợi được trong hộp kiếm lập tức bay ra ngoài, hắn cầm lấy nó, thân kiếm lập tức điên cuồng rung động. Trong cảm giác huyết mạch tương liên, một lực lượng kinh khủng không ngừng truyền vào người thiếu niên từ trong thân kiếm. Thình thịch, thình thịch. Trái tim Lâm Nhất lập tức đập liên hồi. Hắn siết chặt năm ngón tay, rút kiếm ra khỏi vỏ. Vụt. Kiếm rút ra nửa tấc, đi đôi với tiếng kiếm lanh lảnh là lưu quang chói mắt, chiếu cho đại điện này sáng như ban ngày. Ánh sáng này tựa như ánh mặt trời chiếu rọi, lóe lên từ trong tay Lâm Nhất. Kiếm thế giải rác thoáng chốc ngưng tụ với tốc độ nhanh gấp trăm nghìn lần. Ầm. Mùi nhạc mang theo đạo uy vô tận rơi mạnh xuống đất, bị kiếm thế làm phun ra một ngụm máu. Ánh sáng hạo nguyệt. Khi kiếm táng hoa hoàn toàn được rút ra, cổ tay của Lâm Nhất khẽ run, có hai luồng ánh sáng lóe lên trên thân kiếm, tựa như nhật nguyệt cùng phát sáng, chiếu rọi lẫn nhau. Kiếm quang đánh tan biển lửa mênh mông, lúc này, kiếm táng hoa đã trở thành bảo khí thể hiện uy lực đáng sợ, nhanh chóng đâm về phía Tần An. Chết tiệt! Tần An lập tức giật mình, biến cố bất ngờ diễn ra khiến hắn ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn ta lập tức điên cuồng vung roi xích xà trong tay, liên tục lùi về phía sau. Vụt, vụt, vụt. Nhưng hắn ta vốn đã bị thương, sao có thể ngăn cản được kiếm mang có nhật nguyệt đan xen chứ? Khí thế trên người hắn ta lập tức bị nghiền nát một cách dễ dàng. Kiếm táng hoa không ngừng rung lên, ánh sáng của nhật nguyệt hoàn toàn chôn vùi đối phương, vẫn liên tục phát sáng. Mùi nhạc bị đánh bay ra ngoài hít một hơi khí lạnh. Không ngờ uy lực của chiêu kiếm này lại đáng sợ đến thế, ánh sáng của nó khiến đao u vân trong tay hắn ta mất đi ánh sáng, không còn chút phong mang nào. Phụt! Dưới kiếm thế chứa đựng cả ánh sáng nhật nguyệt, Tần An bay ra xa, trên người chồng chất vết thương, quần áo nhuốm máu, vô cùng chật vật. Hai người nhìn về phía Lâm Nhất, trong lòng đều sợ hãi không thôi, hoàn toàn không ngờ cục diện sẽ trở thành thế này. Sau khi đối phương rút kiếm, hai người có liên thủ cũng giống như diễn hài vậy. Thiên phá vân. Không đợi hai người nghỉ xả hơi, Lâm Nhất lại chém một kiếm tới. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Thủy Nguyệt kiếm pháp, được hắn sử dụng một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Kiếm táng hoa được lưu quang bao phủ lóe lên kiếm mang dữ dội, giống như hoa mai đỏ nở rộ trong bầu trời tuyết trắng xóa dưới ánh trăng, đỏ tươi như máu, chói mắt và xinh đẹp. Gió lớn đột ngột nổi lên. Kiếm thế vô tận rơi xuống. Trong lúc phập phồng, kiếm thế ngưng tụ thành một lưỡi kiếm bão táp, càn quét xung quanh, nghiền nát mọi thứ. Tần An và Bùi Nhạc liên tục run rẩy, giơ binh khí trong tay lên,
cố hết sức ngăn cản gió bão. Nhưng trên người vẫn bị lưỡi kiếm bão táp lạnh lùng đâm đến mức máu chảy đầm đìa, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bay thật xa. Giết! Trên người Lâm Nhất khí thế bừng bừng, sâu trong mắt là sát khí lạnh lẽo, hắn cầm kiếm táng hoa, đuổi giết không buông. Ầm! Trong lúc chạy, kiếm thế trên người hắn cũng cuộn trào mãnh liệt như sóng lớn. Oanh! Hai người đám Bùi Nhạc vừa rơi xuống đất lập tức bị kiếm thế gào thét này đánh bay một lần nữa. Hai người mang nét mặt đau đớn cố hết sức đứng lên, cắn răng chịu đựng. Bá kiếm, Bôn Lôi Chảm Điện. Lâm Nhất không cho hai người chút cơ hội nào, hắn chợt dừng lại, trên người phát ra khí thế vô tận. Kiếm quang sáng rực như ánh mặt trời, chói hết cả mắt, chân nguyên hộ thể ngưng tụ trên người hai người lập tức vỡ vụn. Lần lượt va vào vách tường tựa như bao cát. Rắc, rắc. Vách tường cũ kỹ bị cú va chạm làm sụp đổ, hai người gần như đau đến chết lặng, chậm rãi trượt xuống như một vũng bùn nát. Trong đại điện, kiếm ý kêu gào, kiếm quang chói mắt. Nhưng vào khoảnh khắc kiếm táng hoa trở lại vỏ, kiếm ý mênh mông và kiếm quang sáng rực lập tức biến mất. Sóng yên biển lặng, chỉ có thiếu niên áo xanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Hai người vênh váo ta đây, xem người bên ngoài bảng Long Vân đều là kẻ vô dụng trước đó lập tức sợ đến mức hồn bay phách lạc, run rẩy không ngừng. Đại điện u ám yên tĩnh như chết. Tiếng hít thở nặng nề của Bùi Nhạc và Tần An nghe vô cùng rõ ràng, hai người nhìn về phía Lâm Nhất với nét mặt vô cùng căng thẳng. Sắc mặt Bùi Nhạc vô cùng khó coi. Trong mắt là sự hối hận vô tận. Nếu có thể làm lại, chắc chắn hắn ta sẽ không giữ Lâm Nhất lại. Để cho hắn đi là tốt rồi. Nhưng hắn ta lại lắm mồm, Lâm Nhất đã muốn đi rồi mà còn thách thức đối phương. Lúc đó hắn ta vẫn không coi Lâm Nhất ra gì. Cảm thấy dù Lâm Nhất đã chiến thắng Tần An nhưng cũng rất mất sức, tốn nhiều lực lượng. Hắn ta đợi Lâm Nhất mệt mỏi mới tấn công, muốn làm khó đối phương chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ này của hắn ta cũng không sai, trước khi Lâm Nhất rút kiếm. Hai người họ thật sự đã chiếm lợi thế. Thậm chí bọn họ còn để lại trên người Lâm Nhất một vài vết thương khá nghiêm trọng, đã nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng sau khi Lâm Nhất rút kiếm, tình thế lập tức thay đổi, quang mang của kiếm chói mắt đến mức người ta không thể nhìn thẳng. Đao u vân của hắn ta hoàn toàn không thể chống lại. Điều còn đáng sợ hơn cả kiếm chính là Lâm Nhất cầm kiếm trong tay. Sự sắc bén đó mang đến áp lực khiến người ta không thể thở nổi. Rõ ràng đều là kiếm ý tiên thiên đại thành, nhưng kiếm ý của hắn lại mạnh mẽ hơn Tạ Vân Kiều gấp mấy lần. Đến bây giờ Bùi Nhạc vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lâm Nhất, tha cho chúng ta một lần, sau khi ra ngoài, ta thề sẽ không gây chuyện với ngươi. Nét mặt Tần An yếu ớt, giọng nói cũng khàn đi, hắn ta hơi run rẩy cầu xin tha thứ. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Tần An là ai, người đứng thứ 9 trên bảng ngoài, lòng dạ độc ác, vô cùng kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, hắn lại hạ giọng cầu xin một nhân tài trẻ tuổi. Tình thế do người quyết định, hai người không muốn chết, thậm chí còn muốn đi tới tầng 9 của mộ cung. Cho dù có không muốn đến thế nào thì vẫn phải cúi đầu cầu xin Lâm Nhất tha thứ. Tha cho các ngươi thì ai tha cho ta đây? Lâm Nhất lạnh lùng nói. Hắn hiểu rõ hai người này là loại người gì, thậm chí còn có ấn tượng sâu sắc, nếu mình thua đối phương, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Bỏ qua. Không sỉ nhục bọn họ một trận thì đừng hòng bỏ qua. Hắn bỏ qua cho bọn họ, đợi đến tầng 9 của mộ cung, gặp phải cơ vô giả hoặc diêm không, đối thủ sẽ bỏ qua cho hắn sao? Không thể nào. Thanh kiếm này tên là Băng Luân. Nếu ngươi tha cho chúng ta, ta xin dâng nó lên bằng hai tay. Tần An thấy nét mặt lạnh lùng của Lâm Nhất thì khẽ cắn răng, cố đứng dậy lấy ra một thanh đoản kiếm từ trong túi trữ vật. Thanh đoản kiếm này nói là kiếm, nhưng thật ra nó giống một con dao găm hơn, không phải một thanh kiếm thật sự. Nhưng cấp bậc của nó rất cao, dù trong bảo khí thượng cổ cũng có thể xem như cực phẩm hiếm thấy. Bên trên nó có linh văn phức tạp, vô cùng kỳ bí. Thân kiếm cũng rất đẹp, giống như ngưng luyện từ ánh trăng chứa sương lạnh vậy. Hàn mang lạnh lẽo, trong veo như tuyết.
Tần An đã rất vất vả mới giành được thanh kiếm này từ trong tay Dương Phàm, tiếc là đấu với Lâm Nhất, còn chưa kịp sử dụng đã thua trận một cách thê thảm rồi. Thanh kiếm này chẳng khác nào thịt ở tim hắn ta cả. Bây giờ hắn ta dâng nó lên bằng hai tay cũng giống như tự tay cắt tim mình, rất đau đớn. Lâm Nhất nhìn người này, duỗi tay nhận lấy, rút đoạn kiếm ra. Xoạt! Trong nháy mắt, ánh trăng trong veo như thủy ngân rơi xuống đất lan rộng ra, cầm trong tay như cầm một vầng trăng sáng, ánh sáng còn không ngừng mở rộng. Khi nhìn thấy hai chữ cổ trên chuôi kiếm, Lâm Nhất nhẹ giọng lẩm bẩm, ngọc câu định ai treo, băng luân không dấu vết, kiếm tốt. Nghe vậy, Tần An lập tức tỏ vẻ vui mừng, trong mắt đồng thời còn có hàn mang thoáng hiện, nhưng vừa định cất lời, khóe miệng chợt có một giọt máu chảy ra, đau đến mức tê dại. Kiếm băng luân trong veo như trăng lạnh lẽo như tuyết vô tình đâm thẳng vào tim hắn ta. Ngươi! Sắc mặt Tần An lập tức thay đổi, hơi lạnh lan ra toàn thân, kèm theo hàn ý lạnh lẽo còn có cảm giác sợ hãi trước cái chết. Chiêu kiếm này đâm thẳng vào tim, tuy không sử dụng đến chân nguyên, nhưng chỉ uy lực của bảo khí đã đủ đáng sợ rồi. Có thể sống tiếp hay không phải nghe theo ý trời. Lâm Nhất hờ hững nói, kiếm đúng là kiếm tốt, nhưng người lại không phải người tốt, Lâm Nhất ta không muốn nhìn thấy ngươi ở tầng 9 của mộ cung. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe, băng luân bị rút ra, thân kiếm sáng lấp lánh không dính một chút máu. Có điều ánh trăng trong suốt như mặt hồ lại có hơi gợn sóng, trông càng đẹp hơn. Tần An hốt hoảng che ngực, không ngừng vận chuyển chân nguyên, ngăn cản hàn ý xâm lấn cơ thể. Bùi Nhạc ở cách đó không xa sợ đến mức ngây người. Hắn ta hoàn toàn không ngờ Lâm Nhất lại quyết đoán như thế, ra tay độc ác mà không hề báo trước. Chắc hai người đều có một ảo giác, tuy Lâm Nhất không thích giết chóc, nhưng vong hồn dưới kiếm của hắn không phải ít. Nếu không, sau khi chồng bảy lần lên nhau, thất sát ấn lại có thể đấu với huyết sát của Cơ Vô Dạ. Cũng có thể Lâm Nhất trông dễ bắt nạt, khiến bọn họ cảm thấy dù mình có liên thủ đối phó với hắn, nhưng chỉ cần cầu xin tha thứ thì hắn sẽ bỏ qua cho bọn họ. Lâm Nhất đảo mắt nhìn về phía Bùi Nhạc, Bùi Nhạc lập tức như tỉnh lại khỏi cơn mơ, dùng mình một cái, nhưng sau khi thức tỉnh, ác mộng lại biến thành sự thật. Ầm, tiếng xương cốt vỡ vụn, khí huyết dao động vang lên, Bùi Nhạc tự đánh một chưởng lên ngực mình, lục phủ ngũ tạng cũng bị đánh vỡ nát, thương thế còn nghiêm trọng hơn Tần An vừa bị đâm trúng ngực. Ngươi yên tâm, chắc chắn ngươi sẽ không nhìn thấy ta ở tầng 9 mộ cung đâu. Bùi Nhạc nhìn về phía Lâm Nhất, nói với giọng điệu vô cùng yếu ớt. Hai người bị thương như thế này, dù có thần đan cũng không thể nhanh chóng hồi phục, đã không có khả năng tiếp tục tranh đoạt di bảo tinh quân nữa. Hành động này của Lâm Nhất xem như đã chặt đứt tất cả ý định của bọn họ. Tự mình thu xếp đi. Lâm Nhất cất băng luân, xoay người rời đi, có cho hai người một vạn lá gan, e rằng bọn họ cũng không dám ngăn Lâm Nhất lại nữa. Hai lần rời đi, lần này chỉ mỗi bóng lưng đã khiến hai người sợ đến mức câm như hến rồi. Cùng lúc đó, trong một đại điện rộng rãi ở nơi khác của tầng 8 mộ cung. Trung tâm đại điện có một ao nước tràn ngập hàn khí, ao nước có hoa sen màu đỏ lửa bập bềnh ở giữa, linh khí tràn ra. Cánh hoa sen cực kỳ mềm mại, lóng lánh trong suốt, xinh đẹp tuyệt vời, vừa nhìn đã bị thu hút. Hoa sen xích diễm bảy sao. Cơ Vô Dạ bước vào đây, nhìn thấy bảo vật trong ao thì nhẹ giọng lẩm bẩm. Hoa sen xích diễm là thiên tài địa bảo khá hiếm thấy, hoa sen đạt tới cấp độ 7 sao này càng hiếm thấy hơn. Tuy tạm thời không có tác dụng với hắn ta, nhưng sau khi thăng lên cảnh giới âm dương thì lại rất có lợi. Ấy! Cơ Vô Dạ quay đầu, nhìn thấy một người. Quỷ Đao Diêm Không? Cơ Vô Dạ, người vẫn chưa chết sao? Diêm Không nhìn đối phương bằng ánh mắt xấu xa, nét mặt trở nên lạnh lùng. Rõ ràng giữa hai người đã có thù oán từ lâu, thù oán còn khá là sâu đậm. Vừa mới cất lời đã tràn ngập mùi thuốc súng. Yên tâm, ngươi còn chưa chết, sao ta dễ chết như thế được? Nếu gặp phải, ta sẽ cho ngươi đi trước, để ngươi đứng ở ngoài biển trăng khô nhìn ta lấy được truyền thừa của tinh quân, lấy được thiên tinh châu kia như thế nào. Cơ Vô Dạ tỏ vẻ khinh thường, cười châm chọc. Ha ha ha, buồn cười.
Diêm Không cười to, một thiên tài bên ngoài bảng Long Vân còn không coi ngươi ra gì, ngươi nghĩ mình là ai, xứng lấy được truyền thừa của Tinh Quân sao? Ngươi nghĩ mình là ai? Câu hỏi này lập tức đâm trúng tim đen của Cơ Vô Dạ. Lúc trước Lâm Nhất từng châm chọc hắn ta như thế trước mặt rất nhiều tông môn, bây giờ Diêm Không lặp lại, hàm ý châm chọc vô cùng rõ ràng. Ta là ai, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Cơ Vô Dạ sa sầm mặt, huyết sát trên người lập tức bộc phát, sát khí đáng sợ khiến không khí ngưng động. Nhưng nếu Diêm Không và hắn ta đã được gọi là hai vị sát thần, thì đương nhiên cũng không sợ hãi sát khí này. Một luồng huyết sát không hề thua kém đối phương cũng bộc phát trên người Diêm Không. Hai sát thần chỉ cần không hợp nhau là lập tức ra tay. Hai người Cơ Vô Dạ và Diêm Không đều được công nhận là yêu nghiệt có tư cách thông 39 vòng sát hạch. Hơn nữa cũng giống như rất nhiều người dự đoán, hai người không gặp nhau thì thôi, một khi gặp thì nhất định sẽ giao thủ. Đánh giết như vậy, chắc chắn chỉ có một người có thể thắng. Hôm nay có thể xem thử sau 4 năm, rốt cuộc ai trong hai sát thần này mạnh hơn rồi. Nửa canh giờ sau, trong đại điện của Tần An và Bùi Nhạc lặng lẽ xuất hiện thêm một người. Kiếm ý của người này không hề yếu, rất mạnh mẽ, sắc mặt hai người thay đổi, ai cũng sợ hết hồn, cho rằng Lâm Nhất lại quay về. Khi thấy rõ người đến là ai, bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Người đó là Bạch Lê Hiên, nhân tài trẻ tuổi của Càn Vân Tông, có thánh thể nghìn năm khó gặp, nửa năm qua rất nổi tiếng. Ai làm các ngươi bị thương? Nhìn thấy vết thương trên người hai người, trong mắt Bạch Lê Hiên lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cất tiếng hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Hai người lạnh lùng nói. Hai đánh một còn bị Lâm Nhất đánh bại một cách thê thảm thế này, cho dù hai người không phải yêu nghiệt đứng ở 10 vị trí đầu trên bảng ngoài, có lẽ bọn họ cũng không muốn nói chuyện này với người khác. Bạch Lê Hiên cười to, còn mạnh miệng giống Quách Húc, chẳng phải cũng thua trong tay Lâm Nhất sao? Nhưng sau đó, hắn ta không cười được nữa. Nếu hai người này thật sự thua trong tay Lâm Nhất thì hơi khó chấp nhận được. Quách Húc dù sao cũng chỉ đứng hạng 78, còn hai người này, dù là ai cũng có danh tiếng lẫy lừng. Dẫu sao cũng nằm trong 10 người mạnh nhất bảng ngoài hàng thật giá thật, thực lực đáng sợ thế nào không cần phải nói nhiều. Thậm chí sư huynh Tạ Vân Kiều của hắn ta một đấu một cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Có lẽ không thể là Lâm Nhất được, trong cả biển trăng khô, chỉ có Cơ Vô Dạ hoặc Diêm Không có thể làm được thôi. Kể cả sư huynh của hắn ta cũng không có thực lực này. Chắc chắn không thể là Lâm Nhất được. Đừng nói là Lâm Nhất nhé. Nhưng Bạch Lê Hiên vẫn không nhịn được, hắn ta nở nụ cười, cố làm ra vẻ tùy ý hỏi. Khi nghe thấy hai chữ Lâm Nhất, sắc mặt của Tần An và Bùi Nhạc thoáng thay đổi khó phát hiện ra, con người cả hai đều hơi co lại. Ánh mắt của Bạch Lê Hiên nhạy bén đến mức nào, dù hai người không nói gì, hắn ta cũng đã biết đáp án. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn ta còn xám như cho tàn, còn khó coi hơn hai người nhóm Bùi Nhạc hơi thở mong manh, đang giãy giụa bên bờ tử vong gấp nhiều lần. Thật sự là hắn. Bạch Lê Hiên ngạc nhiên không nói nên lời, hàm răng cắn chặt môi dưới, có máu tươi chảy ra. Hắn đâu? Một lúc lâu sau đó, hắn ta mới cất tiếng hỏi. Đi rồi. Bạch Lê Hiên lập tức xoay người đuổi theo. Vào lúc hắn ta xoay người, Tần An ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, ngươi không đuổi kịp đâu. Oanh! Đầu óc Bạch Lê Hiên tê dại, trong đầu vang lên tiếng ong ong như có sấm nổ, năm chữ này không ngừng quẩn quanh trong đầu, ngươi không đuổi kịp đâu. Hắn ta xoay người nhìn chằm chằm Tần An, khiến Tần An sợ đến mức không biết làm sao. Một lúc sau, hắn ta mới xoay người tiếp tục đuổi theo. Tên này bị làm sao thế, ý ta là Lâm Nhất đã đi nửa canh giờ rồi, sao mà đuổi kịp? Có thế đã làm như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, khó hiểu, đợi sau khi đối phương đi rồi, Tần An mới nóng nảy nói. Bùi Nhạc ung dung đáp lời, nghe đồn hắn ta giống với Lâm Nhất, đều đến từ Đại Tần Đế Quốc. Trong mắt Tần An có ánh sáng lóe lên, đăm chiêu suy nghĩ, như đã hiểu ra điều gì. Thời gian trôi đi, người ở bên rìa biển trăng khô đều nóng lòng chờ đợi.
Từ khi Tạ Vân Kiều của Càn Vân Tông bị đưa ra ngoài, đã lâu không có ai bị loại nữa. Trong lúc nóng ruột chắc chắn sẽ khiến người ta căng thẳng hơn. Chỉ còn lại 6 người nữa thôi. Lâm Nhất, Bạch Lê Hiên, Tần An, Bùi Nhạc, Diêm Không, Cơ Vô Dạ, chắc chắn sẽ có người gặp nhau sớm, không đến được tầng 9 mộ cung. Nếu dựa theo thực lực, xác suất Lâm Nhất hoặc Bạch Lê Hiên bị loại sẽ rất lớn. Hai người này cũng không tệ, với vai trò là nhân tài mới nổi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Phải biết rằng, nhiều nhân tài bảng Long Vân còn chưa lên được mộ cung tầng 6. Hai người này có thể đi xa như vậy đúng là không dễ dàng. Đúng là lợi hại, mấy năm gần đây nhân tài mới nổi quật khởi người sau mạnh hơn người trước, có lẽ quần Long Thịnh Yến lần này sẽ rất đặc sắc. Cách mộ cung tầng 9 càng gần, cạnh tranh sẽ càng khốc liệt. Mọi người đều đang đoán ai sẽ là người bị loại tiếp theo. Trong lúc trưởng lão và đệ tử các tông môn bàn tán xôn xao, trong cát vàng bên rìa biển Trăng Khô đột nhiên vang lên tiếng động cực lớn. Lại có người bị đưa ra ngoài rồi. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng có người bị loại. Nhất thời, nhiều ánh mắt cực kỳ khẩn thiết nhìn sang, bọn họ đều muốn biết người bị loại rốt cuộc là ai. Trong cát vàng, hai bóng người lần lượt đi ra. Tần An, Bùi Nhạc, trưởng lão các tông môn đều vô cùng ngạc nhiên, nhất là khi nhìn thấy vết thương đáng sợ trên người hai người họ thì càng kinh ngạc. Bị thương nặng quá. Đệ tử của Càn Vân Tông nói hai người này hợp sức với nhau trong mộ cung, trước kia Tạ Vân Kiều đã bị hai người này hợp sức đánh bại. Nói vậy, hai võ giả bị loại là lấy một chọi hai sao. Ai mà mạnh như vậy? Có thể đồng thời đánh bại hai yêu nghiệt xếp hạng 10 bảng ngoài. Có lẽ trừ Cơ Vô Dạ và Diêm Không ra, không còn người thứ ba có thể làm được, hai đại sát thần đó vẫn là rất mạnh. Trong lòng mọi người, trừ Diêm Không và Cơ Vô Dạ ra, chắc chắn không ai có thể làm được. Dù là Cơ Vô Dạ và Diêm Không, muốn thắng được hai người đó có lẽ cũng sẽ rất thê thảm. Nhìn vết thương đáng sợ của hai người họ, mọi người càng thêm chắc chắn. Sao lại bị thương nặng như vậy? Một số nhân tài có quan hệ tốt với hai người này đi đến, quan sát vết thương, sau đó kinh ngạc hỏi. Vết thương thế này gần như suýt chút nữa là mất mạng, có thể sống sót đúng là kỳ tích. Hai người xa sầm mặt, sắc mặt khó coi vô cùng. Sau khi Bạch Lê Hiên rời đi, hai người này không dám ở lâu thêm nữa, sợ đụng phải Cơ Vô Dạ hoặc Diêm Không. Bọn họ xông thẳng lên mộ cung tầng 9. Đương nhiên vừa gặp mặt là bị loại ngay. Hai người có thể đoán được sau khi ra ngoài sẽ bị đám đông vây hỏi, đã quyết tâm im miệng không nói. Lâm Nhất vẫn chưa ra. Trong thư viện Thiên Phủ, Đường Du trưởng lão và đám người Trương Viễn, Mạc Linh càng thêm lo lắng. Lâm Nhất có thể đi đến bước này đúng là vượt ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Nhất là Trương Viễn, sắc mặt vô cùng phức tạp. Đường trưởng lão, ta cảm thấy hai người Tần An có thể là bị Lâm Nhất làm bị thương. Đúng lúc đó, giọng nói yếu ớt của Mạc Linh vang lên. Mọi người trong thư viện Thiên Phủ đều biến sắc, vô cùng kinh ngạc, rõ ràng đều có chút hoảng hốt. Lâm Nhất, với tu vi vừa mới bước vào cảnh giới dương huyền của hắn mà có thể đánh bại hai yêu nghiệt xếp hạng 10 bảng ngoài, có khoa trương quá không? Đặc biệt là loại người hung ác như Tần An và Bùi Nhạc. Phải biết rằng Tạ Vân Kiều, người nắm giữ kiếm ý tiên thiên đại thành giống Lâm Nhất, tu vi cao hơn hắn cũng đã thất bại thảm hại. Chỉ là suy đoán, vết thương bởi kiếm của hai người này rất giống với vết thương do táng hoa của Lâm Nhất để lại. Diêm Không và Cơ Vô Dạ một kẻ là quỷ đao, một kẻ là huyết thủ đồ tể. Diêm Không luyện đao, chắc chắn không phải hắn ta. Cơ Vô Dạ thì kiếm ý rất nặng về giết chóc, ngưng luyện ra huyết sát. Vết thương của hắn ta để lại khiến người ta ghê sợ, không dám nhìn nhiều. Mạc Linh nhỏ giọng nói, nhưng vết thương trên người hai người này lại vô cùng thuần túy, trừ kiếm ý sắc bén ra, không nhuốm chút huyết sát nào trong đó. Sau khi nghe phân tích như vậy, đám người Trương Viễn sáng mắt lên, nhưng nghĩ kỹ lại hình như đúng là vậy thật. Trong nháy mắt, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Lúc này, Lầu Huyết Phủ, một trong những thế lực cấp bá chủ ở thành U Châu cũng đang bàn tán về Lâm Nhất. Chỉ là tâm trạng lại khác hoàn toàn. Tên tạp chủng ấy vẫn chưa ra sao.
Giết đệ tử của U Vân lão quỷ đã đành, ngay cả đệ tử thân truyền đứng đầu Lầu Huyết Vũ cũng dám giết, đúng là vô pháp vô thiên. Mối thù này nhất định phải báo, dù thư viện thiên phủ chống lưng cho hắn, hôm nay cũng phải bắt hắn trả giá. Tin tức Lãnh Hạo Vũ chết trong tay Lâm Nhất, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, đương nhiên không thể giấu được Lầu Huyết Vũ. Các trưởng lão của Lầu Huyết Vũ từ lâu đã nổi giận xung thiên. Đặc biệt là Phùng Vũ trưởng lão, sư tôn của Lãnh Hạo Vũ, vị cao thủ cảnh giới thiên phách áp trận cho Lầu Huyết Vũ. Sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm, đợi chờ bấy lâu nay, nào ngờ Lâm Nhất đến nước này rồi vẫn chưa xuất hiện. Nhưng bây giờ, đệ tử tông môn đến từ các châu của cổ vực Nam Hoa đều tập trung ánh mắt lên người Tần An và Bùi Nhạc. Nhiều người có ánh mắt sắc bén đã nhìn ra được một số manh mối từ hai người họ. Dù sao, vết thương bởi kiếm trên người hai người đó vô cùng dễ thấy, nhìn kỹ lại rất dễ dàng nhận ra. Khi mọi người phát hiện ra trong vết thương đó không hề có huyết sát sót lại, lập tức dẫn đến chấn động không nhỏ. Nói vậy là dự đoán của mọi người trước kia đều sai lầm. Người làm hai người này bị thương chỉ có thể là Bạch Lê Hiên và Lâm Nhất mà thôi. Bất kể người đó là ai cũng sẽ trở thành tin tức vô cùng chấn động. Hai người này đều là nhân tài mới nổi, đặc biệt là Lâm Nhất, chỉ mới 18 tuổi. Một trận bàn tán xôn xao bắt đầu truyền ra, nghe kỹ thì là đang đoán xem Lâm Nhất và Bạch Lê Hiên ai có nhiều khả năng hơn. Ta cảm thấy khả năng của Bạch Lê Hiên cao hơn một chút. Dù sao cũng có thánh thể nghìn năm khó gặp, căn cốt như vậy cả cổ vực Nam Hoa chẳng mấy ai có thể sánh bằng. Nhưng hy vọng của Lâm Nhất cũng không nhỏ, nên biết rằng trước kia, hắn dám chửi lại cả Cơ Vô Dạ, chắc chắn có lòng tin rất lớn. Không sai, sư huynh của Bạch Lê Hiên đều bại dưới tay Tần An và Bùi Nhạc. Khó nói ai biết được Bạch Lê Hiên có giấu tuyệt chiêu nào hay không. Hai nhân vật chính bị bàn tán là Tần An và Bùi Nhạc sắc mặt càng trở nên khó coi. Hai người họ đến đây là vì truyền thừa của Tinh Quân. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ trở thành đề tài bàn tán của người khác một cách nhục nhã như vậy. Trong lúc tranh luận chưa có kết quả, trong cát vàng bên rìa sa mạc lại có hai bóng người lần lượt đi ra. Tức thì mọi người đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi cuộc tranh luận đều dừng lại, vô số ánh mắt cực kỳ nóng cháy nhìn sang, nôn nóng muốn biết hai người bị loại là ai. Khi hai bóng người ra khỏi cát vàng, càng lúc càng trở nên rõ rệt. Loạt tiếng hô kinh ngạc lập tức vang lên hết đợt này đến đợt khác. Quỷ Đao Diêm Không. Nhân tài mới nổi Bạch Lê Hiên. Đợi một lúc lâu, trong vùng ven biển trăng khô không còn người thứ ba bị dịch chuyển ra ngoài nữa. Mộ cung tầng 9 chỉ còn lại Lâm Nhất và Cơ Vô Dạ. Đúng là bất ngờ, thế mà lại là Lâm Nhất. Bạch Lê Hiên bị loại ở khảo nghiệm tầng 9 mộ cung, vậy thì chắc chắn là Lâm Nhất đã đánh thắng Tần An và Bùi Nhạc. Hiển nhiên sự việc càng lúc càng thú vị, hai người còn lại một là nhân vật mạnh nhất trong nhân tài thế hệ cũ, một người là kiếm khách tài năng nhất trong số nhân tài mới nổi. Hai người họ giao đấu trong tầng 9 mộ cung chính là cuộc chiến giữa nhân tài mới và cũ. Rốt cuộc là Cơ Vô Dạ có thể giữ vững vinh quang cuối cùng của nhân tài kiệt xuất ở bảng ngoài đợt trước, hay là Lâm Nhất tài giỏi hơn đều khiến người ta vô cùng mong chờ. Dù sao quần Long Thịnh Yến đợt này nói cho cùng chỉ còn lại 7-8 tháng nữa mà thôi. Cuộc chiến giữa nhân tài mới và cũ bản thân nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tầng 8 mộ cung Tinh Quân. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra. Giao đấu với hai người Tần An, Bùi Nhạc trông có vẻ nhẹ nhàng, bị thương không nặng, nhưng thực tế tiêu hao rất lớn. Nếu không phải Táng Hoa nâng cấp, uy lực bảo khí tăng vọt, e rằng đối phó với họ sẽ khó hơn nhiều. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức trong chốc lát, coi như hắn đã quay lại đỉnh cao, vết thương và chân nguyên đều khôi phục. Soạt. Hắn khẽ vỗ vào túi trữ vật, giọt máu thương long xuất hiện ở trước mặt hắn. Giọt máu lơ lửng trước mặt, uy lực dồi dào đáng sợ tuôn trào, sức mạnh phong lôi chứa trong đó và khí tức cổ xưa càng khiến người ta kinh ngạc không thôi. Trong mắt Lâm Nhất lóe sáng, như có điều suy nghĩ. Thương long cửu biến của hắn chỉ mới tu luyện 2 tầng cơ bản, miễn cưỡng có thể dùng biến thứ nhất của thương long cửu biến. Chỗ đáng sợ thật sự của thần quyết luyện thể thượng cổ này chỉ mới thể hiện được một góc núi băng.
Dù là sức mạnh phong lôi, hay là bí thuật thương long cửu biến, hắn đều không hề thuần thục. Ý nghĩa chân chính của công pháp bậc này, hắn chỉ mới chạm đến bề ngoài của nó mà thôi. Giọt máu thương long ở trước mặt lại là cứu cánh vô cùng kịp thời, có thể giúp hắn quen thuộc với công pháp này, tiết kiệm được nhiều thời gian, xem như là đường tắt. Suy nghĩ hắn thay đổi nhanh chóng, Lâm Nhất mau chóng quyết định tạm thời không luyện hóa giọt máu thương long này. Hắn cảm ứng một lúc thì có thể phát hiện ra, đừng thấy đây chỉ là một giọt máu nhỏ bé như hạt cát mà làm, nó là máu thương long thực thụ, trong đó ẩn chứa năng lượng dồi dào, cực kỳ đáng sợ. Dưới hình ảnh đẹp đẽ lại ẩn chứa sát cơ khủng khiếp. Chín luồng sáng bay múa như tia chớp, hai quyền của Lâm Nhất sắc bén như kiếm. Trong lúc vung tay, tàn ảnh sáng rực. Ầm, ầm, ầm. Nhất thời, trong đại điện không ngừng vang lên tiếng nổ, liên miên không dứt. Lâm Nhất ứng phó hơi chật vật, nhưng chung quy vẫn ở trong tiết tấu của mình, nhìn như lùi lại từng bước, nhưng kiếm thế trên người lại không giảm đi nửa phần. Chín luồng sáng ngưng tụ cô đọng bỗng nhiên giãn nở thành hình một con rồng mà không có dấu hiệu nào báo trước. Ầm. Khí thế ầm ầm tăng vọt, uy áp thoáng chốc sánh ngang với cao thủ cảnh giới âm dương. Hình rồng kia gầm lên một tiếng, sóng âm lan ra, cuồn cuộn lao tới. Lâm Nhất nhướng mày, kiếm ý toàn thân ngưng tụ, hoa tử diên nở rộ, chống lại luồng uy áp đó. Hình rồng bỗng nhiên chuyển động, chân nguyên hùng hậu dao động. Hết luồng này đến luồng khác gột rửa, khiến không khí xung quanh nổi lên gợn sóng như nước. Màn kịch chính đã bắt đầu rồi sao? Khóe miệng Lâm Nhất cong lên nụ cười, ý chí chiến đấu bùng lên trong mắt. Hắn vào cổ mộ tinh quân, một đường đi đến đây, đầu tiên là đánh bại Quách Húc, sau đó đánh bại Tần An, Bùi Nhạc, nhưng chưa bao giờ sợ hãi. Táng hoa trong hộp đựng kiếm sau lưng rung lên, tích lũy sức mạnh. Xoạt. Hình rồng chuyển động ở giữa không trung, ngưng tụ thành một con rối kim giáp, khoảnh khắc nó thành hình đã phủ xuống phía trên đầu Lâm Nhất. Nó vung thương, chém mạnh xuống, uy áp dồi dào như nước sông uốn khúc, vắt ngang hư không, bao la trùng điệp, cuộn trào mãnh liệt. Thế tấn công sục sôi mênh mông ấy cho người ta cảm giác hậu kình vô tận liên miên không dứt, khoáng đạt vô cùng. Hắn vốn tưởng rằng khảo nghiệm tầng 9 mộ cung có thể là 9 con rối giáp bạc hình thành trận pháp du long hoàn chỉnh, không ngờ là hợp lại thành một. Nói vậy thì muốn phân tán đánh bại là chuyện không thể. Nhìn thế tấn công này, e là còn đáng sợ hơn khi đối diện với 9 con rối giáp bạc nhiều. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Lâm Nhất vẫy tay, táng hoa từ trong hộp đựng kiếm sau lưng bay ra. Lâm Nhất nắm chặt 5 ngón tay, rút kiếm khỏi vỏ. Giác. Kiếm thế mênh mông đã tích lũy sức mạnh từ trước đón đỡ đòn tấn công mạnh mẽ, sàn nhà dưới chân lập tức nứt nẻ, lan ra thành mạng nhện. Dưới đòn tấn công mạnh mẽ, Lâm Nhất bị chém lùi lại mấy chục mét. Kiếm phân song nguyệt. Lâm Nhất xoay người, bay lên như gió lốc, chém ra một kiếm. Nhát kiếm này lập tức chém ra hai luồng kiếm quang rồi rào. Kiếm quang như ánh trăng, một vầng trăng sáng chiếu rọi màn đêm vô tận. Vầng trăng còn lại chiếu soi nước hồ sâu. Dưới hai vầng trăng, Lâm Nhất dốc sức chém ra kiếm này, sự sắc bén trên người lộ rõ, vô cùng mãnh liệt. Con rối kim giáp không nghĩ gì nhiều, chỉ cầm trường thương lên nghênh đón. Rắc rắc rắc. Kiếm quang và thương mang giao tranh, chiến giáp màu vàng trên người con rối xuất hiện vết nứt nho nhỏ. Mũi nhọn của táng hoa sắc bén hơn mình nghĩ một chút. Lâm Nhất thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, táng hoa nâng cấp lên bảo khí có thể phá vỡ phòng ngự của con rối, với hắn mà nói chắc chắn là tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Hắn ở giữa không trung, lại một luồng kiếm quang màu bạc hùng hậu giáng xuống. Con rối kim giáp nói cho cùng cũng có tu vi ngang với cảnh giới âm dương sơ kỳ, né tránh một kiếm này nhanh như chớp, giết về phía Lâm Nhất với góc độ khá xảo quyệt. Trường thương trong tay khuấy động ra từng luồng thương ảnh cô đọng giữa không trung, đâm thủng không khí thành trăm nghìn lỗ. Uy áp sắc bén như vậy rõ ràng mạnh hơn kiếm thế của Lâm Nhất đến mấy phần. Lâm Nhất lại khá ung dung, suy cho cùng tu vi của con rối cũng cao hơn hắn, uy áp mạnh hơn hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu bàn về sự sắc bén của kiếm, mũi nhọn mạnh mẽ, táng hoa không phục. Thiên phá vân.
Kiếm quang chứa đựng kiếm ý tiên thiên đại thành, chớp mắt ngưng tụ thành một lốc xoáy, gió quay cuồng, dường như chứa những mảnh kiếm nhỏ sắc bén, không ngừng kêu vang, cắt không khí ra thành nhiều vết. Sau đó lốc xoáy cuốn về phía con rối kim giáp, trong lúc va chạm, có kiếm quang màu bạc rực rỡ không ngừng tỏa ra. Con rối kim giáp lập tức lùi về sau từng bước, điên cuồng múa may trường thương trong tay, chống đỡ kiếm khí trong gió bão. Sau 10 bước, uy áp của nó xuất hiện một ít dao động, lập tức bị đánh bay, ánh vàng trên người không ngừng lấp lóe. Gào! Lại có tiếng rồng kêu vang lên, con rối kim giáp nghiêng người giữa không trung, đâm trường thương trong tay ra. Thương mang đáng sợ cùng uy thế không thể chống đỡ xé tan gió xoáy chứa đựng kiếm ý tiên thiên đại thành. Một con rối không có linh trí mà có thể làm được đến mức này đúng là đáng sợ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Trong đại điện, gió bão tan tác, kèm theo kiếm ý còn sót lại, không ngừng rít gào. Áo trên người Lâm Nhất lay động, hắn trở tay chém ra một kiếm nữa. Khí thế bôn lôi nổ vang, tia chớp như trời phạt từ trên cao giáng xuống, lóe lên rồi chợt tắt. Răng rắc. Ánh kiếm chém gãy trường thương, xuyên thủng con rối kim giáp, hóa thành một đống linh kiện rơi rải rác trên đất. Lâm Nhất đáp xuống đất, hơi thở dốc, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Con rối kim giáp quả thật đáng sợ, nếu chiến giáp trên người nó không bị phá hư, bá kiếm bôn lôi chảm điện chưa chắc đã có thể khiến nó bị thương. Vù! Đúng lúc đó, một dòng khí ấm kỳ quái từ tử phủ lan ra, lan tràn khắp xương cốt, toàn thân lập tức dễ chịu thư thái không thể tả bằng lời. Trong khí huyết cuồn cuộn, Lâm Nhất chỉ cảm thấy ấm áp, chân nguyên lưu chuyển, ngưng luyện hơn trước kia gấp đôi. Sau một phen đại chiến, tu vi của hắn đã nâng lên cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Sau khi hắn luyện hóa hoa hỏa ngục, tu vi đã nâng lên cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành đỉnh phong. Trước kia, lúc chiến đấu với hai người bọn Tần An, hắn đã có dấu hiệu sắp đột phá. Lúc này, khảo nghiệm cuối cùng của tầng 9 mộ cung lại giúp hắn hoàn toàn thăng cấp. Cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, cảm nhận lực lượng mãnh liệt trong quyền mang, có cảm giác không chân thực lắm. Nhớ trước khi vào biển Trăng Khô, hắn chỉ mới có cảnh giới âm huyền viên mãn đỉnh phong, bây giờ đã đạt tới Dương Huyền Đại Thành vô cùng đáng sợ rồi. Chủ yếu vẫn nhờ vào hai kỳ vật là nước huyền âm và hoa hỏa ngục cùng với cơ duyên của hắn. Nếu không liên tục đại chiến, liên tục chiến thắng, thiên tài địa bảo những ngày qua cũng sẽ không phát huy tác dụng nhanh như thế. Nhờ liên tục giao thủ kịch liệt thế này mới phát huy được hiệu quả của kỳ ngộ trước thời hạn. Nên đi rồi. Lâm Nhất thôi suy nghĩ, nét mặt nghiêm túc, đồng thời cũng có vẻ mong đợi. Không biết ai sẽ chờ đợi hắn trong tầng 9 của mộ cung đây? Là một người hay rất nhiều người, tất cả đều không biết được. Thông qua sát hạch cuối cùng này, lại tiến lên một bước nữa sẽ là nơi truyền thừa tinh quân ở tầng 9 mộ cung. Dù là ở cổ vực Nam Hoa cũng rất ít có cường giả cảnh giới tinh nguyên, thậm chí có tồn tại tinh quân hay không cũng khó nói được. Chỉ có những thế lực cấp bá chủ kia mới có thể đoán được. Có lẽ có trưởng lão thái thượng có thể đạt tới cảnh giới này. Không cần nhiều lời cũng có thể hiểu được sức mạnh của tinh quân, càng không nói đến tinh quân thượng cổ. Chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ có thể đến trung tâm của mộ cung này, đi tới nơi tinh quân thượng cổ tọa hóa. Với Lâm Nhất, đây rõ ràng là một chuyện khá lớn lao, cường giả chân chính dù đã chết nhiều năm cũng sẽ khiến người ta kính sợ. Hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa điện. Trời đất quay cuồng, Lâm Nhất cảm thấy người mình như bị kéo dài vô hạn, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đến khi tầm nhìn khôi phục, ý thức rõ ràng, Lâm Nhất phát hiện mình vừa rơi xuống một mặt hồ vừa lạnh lẽo vừa yên tĩnh, trên đầu là tinh không đen nhánh sâu thẳm. Trống vắng tịch mịch, suy nghĩ bay xa. Đây là tầng 9 của mộ cung sao? Lâm Nhất ngẫm nghĩ, cảm thấy tầng 9 mộ cung này thật giống như tách biệt với mộ cung. Là một không gian khác. Không giống một vài ngôi mộ trong tưởng tượng của hắn hoặc hắn đã từng đi qua. Trước mắt là một cái hồ không nhìn thấy bờ, ngoài tinh không sâu thẳm trên đầu và nước hồ lạnh lẽo thì không còn gì đặc biệt nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ở giữa hồ dường như có một bóng người. Lâm Nhất ngẫm nghĩ một lát, sau đó chậm rãi đi trên mặt hồ,
người ở phía xa đang cúi đầu nhìn bóng ngược trong hồ. Khi hắn từng bước đến gần, cảm xúc bất an cũng dâng lên trong lòng. Khi hoàn toàn thấy rõ người đến, trong mắt Lâm Nhất không khỏi lộ vẻ khác lạ. Cơ vô giả. Huyết thủ đồ tể, cơ vô giả. Là ngươi. Cơ vô giả ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Nhất, trong mắt hắn ta có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, còn rõ ràng hơn cả Lâm Nhất. Nhưng sau sự ngạc nhiên, hắn ta chợt nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta không rét mà run. Cơ vô giả vẫn chưa quên Lâm Nhất đã từng làm gì hắn ta ở trước cổ mộ tinh quân. Một tên danh không biết từ đâu nhảy ra lại dám chống đối hắn ta, khiến hắn ta gần như mất hết mặt mũi. Ngay cả Diêm Không vừa thua trong tay hắn ta cũng lấy nó ra giễu cợt hắn ta. Nếu đối phương không chết, tiếng xấu huyết thủ đồ tể của hắn ta sẽ mất sạch, trở thành một trò cười. Lâm Nhất bình tĩnh đảo mắt nhìn, không còn người nào khác nữa. Dường như người thật sự thông qua sát hạch vòng thứ 9 chỉ có hắn và đối phương. Những người khác hoặc là thua trong lúc sát hạch, hoặc là phải chém giết, sau khi thua sẽ bị loại luôn. Nhưng truyền thừa của tinh quân ở đâu? Hình như không thấy thiên tinh châu quan trọng nhất đâu cả. Vào lúc hai người đang thấy khó hiểu, tinh không đen kịt sâu thẳm trên đầu đột nhiên sáng lên. Một bầu trời sao rộng lớn xuất hiện tựa như giấc mơ, có một ngôi sao sáng tựa nhật nguyệt lơ lửng trên đầu hai người, tản ra ánh sáng chói mắt. Trong mắt bọn họ đều có ánh sao sáng lên. Sát hạch vòng thứ 9 chính thức bắt đầu, tất cả lối đi đóng kín, dưới tinh không này, ai là người thắng cuối cùng, người đó sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Bên tai hai người vang lên một giọng nói vô cùng xa xăm, lạnh lùng mà không có chút tình cảm, rõ ràng là chủ nhân của ngôi mộ này để lại. Vào lúc giọng nói vang lên, tinh không hoàn toàn được thắp sáng, hồ dưới chân hai người như chiếu rọi ánh sao đầy trời. Bọn họ như đang đứng trong bóng của tinh không, rất kỳ diệu. Cùng lúc đó, bên bờ biển Trăng Khô, trưởng lão và đệ tử của các tông môn lớn cũng nhìn thấy tình cảnh vô cùng ngạc nhiên. Bầu trời đột nhiên tối lại, chỉ có bầu trời sao ở trung tâm biển Trăng Khô tản ra ánh sáng chói mắt, đứng ở một nơi xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Vào lúc mọi người đang rất ngạc nhiên, trong tinh không rộng lớn đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Lâm Nhất và Cơ Vô Giả. Tình cảnh chấn động như thế lập tức khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tranh đoạt thiên tinh châu sắp bắt đầu rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi tinh châu mà tinh quân thượng cổ tọa hóa để lại có thể che đi tất cả ánh sáng khác như thế. E rằng sau khi có kết quả, tòa cổ mộ tinh quân này sẽ hoàn toàn hủy diệt. Quá tàn khốc, có biết bao nhiêu người tiến vào biển Trăng Khô như thế chỉ vì cổ mộ tinh quân này. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại có hai người. Cơ Vô Giả còn coi được, Lâm Nhất này mới thật sự khiến người khác bất ngờ. Rất nhiều người đứng ở bên biển Trăng Khô lập tức tỏ vẻ hưng phấn, rõ ràng không ngờ rằng có thể chính mắt nhìn thấy Lâm Nhất và Cơ Vô Giả giao thủ. Dù lúc trước mọi người đều đoán được Lâm Nhất đã đánh bại Tần An và Bùi Nhạc, nhưng không tận mắt nhìn thấy, ít nhiều gì cũng hơi tiếc nuối. Bây giờ tinh quân thượng cổ với thực lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ kia tạo ra dị tượng như thế. Mỗi một người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ sẽ tận mắt nhìn thấy thiên tinh châu mà tinh quân thượng cổ để lại sẽ thuộc về ai. Chiến đấu một lần nữa, rốt cuộc là Cơ Vô Giả có thể giữ được danh dự hay Lâm Nhất lội ngược dòng thành công, sẽ nhanh chóng được công bố. Chỉ nghĩ thôi đã khiến mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đám người này đang nghĩ gì thế? Vẫn ảo tưởng Lâm Nhất có thể thắng được Cơ Vô Giả sao? Thật ngây thơ, Tạ Vân Kiều khẽ cau mày, lạnh lùng nói. Đến cuối cùng có thể kiên cường không quỳ xuống cầu xin đã đủ để kiêu ngạo rồi. Cơ Vô Giả đứng thứ ba bảng ngoài, huyết thủ đồ tể đâu chỉ là hư danh. Nét mặt của Tần An và Bùi Nhạc cũng rất lạnh lùng. Dù là Diêm Không thua trong tay Cơ Vô Giả cũng tỏ vẻ khinh thường, cười châm chọc, trận chiến không có bất ngờ cũng đáng được mong đợi như thế sao? Không chỉ những thiên tài trong 10 người mạnh nhất của bảng ngoài, mà cả mấy người nhóm Quách Húc, Dương Phàm trên bảng Long Vân cũng không cho rằng Lâm Nhất sẽ chiến thắng. Hoặc nói đúng hơn là không hy vọng Lâm Nhất chiến thắng. Lâm Nhất bây giờ nhìn như đang khiêu chiến một mình Cơ Vô Giả, nhưng thực tế là đang khiêu chiến toàn bộ bảng Long Vân 4 năm trước. Quần Long Thịnh Yến, 4 năm một lần,
chỉ cần là người có thể lên bảng, không ai không nổi tiếng cả Nam vực. Danh tiếng như thế, gần như không ai không biết, hạng càng cao càng có tiếng tăm. 4 năm qua, những thiên tài trong bảng là bọn họ đi đến đâu cũng được mọi người chú ý, vô cùng chói mắt. Không ai muốn mất đi ánh sáng này, ai cũng không cam lòng bị nhân tài mới nổi thay thế. Nếu Cơ Vô Dạ bị Lâm Nhất đánh bại, chắc chắn bọn họ sẽ thấy không cam lòng, không ai muốn chịu đựng cảm giác sợ hãi khi bị thay thế cả. Đặc biệt là 10 người mạnh nhất trên bảng ngoài như Tạ Vân Kiều, thua Cơ Vô Dạ bọn họ có thể chấp nhận được, đối phương vốn có danh tiếng lẫy lừng, cũng là thiên tài xuất chúng trong bảng. Nhưng thua bởi tiểu tử không biết từ đâu chui ra như Lâm Nhất thì quá mất mặt. Biết bao nhiêu thiên tài của bảng Long Vân tập trung ở nơi này, cuối cùng lại để Lâm Nhất cướp đi Thiên Tinh Châu. Không chỉ bị vả mặt mà cái tát này còn rất vang dội nữa. Mấy người đều có vẻ đang khinh thường, khẳng định rằng Lâm Nhất chắc chắn sẽ thua. Nhưng sâu trong lòng lại căng thẳng hơn bất cứ ai. Sư tỷ, ta hơi sợ. Bên phía thư viện Thiên Phủ, nét mặt Liễu Vân Yên nặng nề, nàng ta yếu ớt nói. Nghe vậy, Mạc Linh cười khổ, ai mà không sợ chứ? Nhìn thấy Lâm Nhất từng bước tiến lên, đầu tiên là lấy được nước huyền âm, giết Lãnh Hạo Vũ, sau đó đánh bại Tần An, Bùi Nhạc. Mấy người họ cảm thấy rung động, đều vui thay Lâm Nhất. Nhưng nhìn hắn càng đi càng cao, đến bây giờ, mấy người Tạ Vân Kiều đều bị loại, còn hắn vẫn ở đó. Tinh không rộng lớn, thiếu niên áo xanh đứng ở trên cao, được mọi người chú ý. Độ cao này đã đủ khiến người ta không rét mà run rồi. Một khi ngã xuống, thật sự không biết hậu quả sẽ như thế nào. Có câu trèo cao ngã đau, đặc biệt người hắn phải đối mặt còn là Cơ Vô Dạ. Ở tầng 9 mộ cung, Cơ Vô Dạ và Lâm Nhất đều không biết bây giờ bọn họ đang được mọi người theo dõi. Sau khi bị tinh không chợt sáng lên làm chấn động thì đều bình tĩnh trở lại. Nét mặt Cơ Vô Dạ không chút cảm xúc, hắn ta thản nhiên nói, đợi một lúc lâu, không thấy Tạ Vân Kiều. Cũng không thấy Tần An và Bùi Nhạc mà lại nhìn thấy ngươi, đúng là bất ngờ. Nhưng chúng ta cũng nên tính sổ với nhau rồi. Lâm Nhất, sư đệ Trần Hầu của ta là do ngươi giết đúng không? Oanh! Giọng điệu trong câu cuối cùng rất nặng nề, cùng lúc nó vang lên, sát khí đáng sợ lập tức tản ra. Rất nhiều người bên bờ biển Trăng Khô nhìn thấy cảnh này đều thay đổi sắc mặt. Cơ Vô Dạ này đúng là kinh khủng. Cách một khoảng xa như thế mà sát khí của hắn ta vẫn có thể khiến bọn họ khiếp sợ. Ta có giết sư đệ của ngươi hay không quan trọng sao? Người chết dưới kiếm của ngươi nhiều như thế, ngươi cũng đâu rảnh quan tâm sư huynh của bọn họ là ai đúng không? Lâm Nhất thầm cười nhạt, rõ ràng tên này giết người không gớm tay mà còn mặt dày đi hỏi vấn đề này. Có quan trọng hay không, lúc sắp chết ngươi sẽ biết thôi. Cơ Vô Dạ nở nụ cười. Đã lâu rồi không có ai dám khiêu khích hắn ta như thế. Lúc trước không phải là không có người như Lâm Nhất, nhưng lúc sắp chết vẫn sẽ quỳ xuống trước mặt hắn ta cầu xin tha thứ như một con chó. Nếu muốn trả thù, có lẽ ngươi sẽ không có cơ hội này đâu. Lâm Nhất cau mày, trong mắt ẩn hiện phong mang. Từ lúc chưa vào cổ mộ, Lâm Nhất đã không sợ đối phương. Bây giờ hắn tu luyện Thương Long Cửu Biến, thăng lên Âm Huyền Đại Thành. Trong tay còn có kiếm Táng Hoa, đương nhiên càng không sợ đối phương. Trả thù. Phải hỏi kiếm Táng Hoa trong tay hắn có đồng ý không đã. Không biết sống chết, trong biển Trăng Khô, không ai dám động vào sư đệ của ta cả, dù là Tạ Vân Kiều hay Diêm Không, kể cả Tần An và Bùi Nhạc liên thủ với nhau cũng thế. Những người này đều biết rõ sau khi đắc tội Cơ Vô Dạ sẽ là kết cục gì. Nét mặt Cơ Vô Dạ cực kỳ lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện, huyết sát trên người hắn ta lặng lẽ tản ra. Có lẽ trước kia ngươi thật sự có uy danh như thế, nhưng giang hồ không ngừng thay đổi, 4 năm đã trôi qua. Nếu ngươi vẫn luôn nằm mơ không chịu tỉnh, vậy hôm nay kiếm trong tay ta sẽ chém vỡ cái uy danh huyết thủ đồ tể này của ngươi. Lâm Nhất còn chưa sử dụng kiếm ý tiên thiên viên mãn đã đánh bại Tần An và Bùi Nhạc liên thủ với nhau, cho nên hắn thật sự không xem trọng Cơ Vô Dạ lắm. Đối phương tự tin như vậy, e rằng là biết rõ thành tựu của hắn trên kiếm đạo là cảnh giới gì. Sắp 4 năm trôi qua, thứ hạng trên bảng Long Vân cũng nên thay đổi một chút rồi.
Từ khoảnh khắc bước ra khỏi Đại Tần Đế Quốc, mục đích của thiếu niên vẫn chưa từng thay đổi, quần long thịnh yến, nhất định phải có chỗ ngồi của Lâm Nhất hắn. Bên ngoài đế quốc, cổ vực Nam Hoa. Lâm Nhất mặc áo xanh, dùng kiếm tranh đấu. Nếu ngươi vẫn luôn nằm mơ không chịu tỉnh, vậy hôm nay kiếm trong tay ta sẽ chém vỡ cái uy danh huyết thủ đồ tể này của ngươi. Câu nói của Lâm Nhất rất có khí phách, vô cùng hùng hồn. Người ngông cuồng ta gặp nhiều rồi, nhưng thật sự ít khi gặp kiểu khoác lác như ngươi. Có điều không sao cả, cho dù ngươi mạnh miệng như thế nào, trong cuộc chiến hôm nay, kết cục của ngươi cũng chỉ có một, chính là chết. Cơ Vô Dạ tỏ vẻ khinh thường, hoàn toàn không coi trọng Lâm Nhất, lạnh lùng giễu cợt. Sống hay chết cũng không phải do ngươi quyết định, Lâm Nhất lạnh lùng nói. Không sai, vậy để ta xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu năng lực. Cơ Vô Dạ đã không kiềm chế được sát khí từ lâu, trong lúc trò chuyện, hắn ta luôn muốn tìm sơ hở trong khí thế của đối phương. Tiếc là kiếm ý của Lâm Nhất cực kỳ ác liệt, bị huyết sát của hắn ta chèn ép nhưng vẫn không hề dao động, ngược lại còn trở nên dữ dội hơn. Bây giờ thật sự không kiềm chế được nữa. Hắn ta quát lạnh một tiếng, nắm chặt tay phải, một lực lượng tràn đầy lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn ta. Huyết sát tràn đầy trên người hắn ta ngưng tụ thành một ngọn lửa chói mắt trong lòng bàn tay hắn ta. Ra tay đi. Nét mặt Lâm Nhất rất lạnh nhạt, không có chút dao động. Hai người đứng trong hồ nước tựa như gương, mỗi một hành động đều chiếu ngược lên tinh không, được vô số đệ tử tông môn bên bờ biển trăng khô ngước mắt nhìn lên. Lúc này, dù là trưởng lão hay đệ tử của các tông môn lớn cũng đều nín thở tập trung, theo dõi trận chiến này. Dưới ánh nhìn chăm chú này, khí thế trên người hai bóng người chiếu ngược trong tinh không vẫn không ngừng dâng cao, nhanh chóng đạt đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Chỉ mỗi hơi thở đã khiến người ta không rét mà run, kinh hãi sợ sệt. Đột nhiên, trong mắt Cơ Vô Dạ có phong mang màu máu lạnh lẽo lóe lên, hắn ta là người ra tay trước. Oanh! Hắn ta giẫm mạnh một phát trong nước hồ, một cột nước lập tức dâng lên sau lưng hắn ta. Cột nước cao đến trăm trượng, tựa như vực sâu, còn rất nguy nga, giống như một ngọn núi lơ lửng giữa không trung. Sau đó một tiếng vang lớn xuất hiện, hắn ta bước một bước đã đi được mấy trăm thước, vung quyền về phía trước. Dưới sự bao quanh của ngọn lửa ngưng tụ từ huyết sát, cú đấm này vừa đánh ra đã lập tức căng phồng lên, không ngừng phóng to trên không trung, chẳng mấy chốc đã to bằng một tòa nhà, nhìn kỹ. Thậm chí có thể phát hiện quyền mang căng phồng kia có hình dáng một cái đầu lâu màu máu. Uy lực của một đòn tựa như sao chổi bay xuống từ trên 9 tầng mây. Đây là thực lực chân chính của đối phương sao? Lâm Nhất không suy nghĩ nhiều, hắn vẫy tay cầm lấy kiếm táng hoa, rút kiếm khỏi vỏ. Vào lúc kiếm ra khỏi vỏ, kiếm táng hoa lập tức bộc phát ra kiếm thế không thua gì đối phương, lập tức chém ra ngoài. Ánh sáng hạo nguyệt. Chiêu kiếm này là một trong ba sát chiêu của Thủy Nguyệt kiếm pháp, ánh sáng hạo nguyệt. Lúc trước, hắn đã đánh bại Tần An và Bùi Nhạc Chỉ với chiêu kiếm này. Bây giờ giao thủ với Cơ Vô Dạ, uy lực đòn tấn công của đối phương quá mạnh mẽ, khiến hắn không thể không sử dụng đến nó khi vừa bắt đầu giao thủ. Kiếm quang sáng rực như ánh trăng, thân kiếm nóng bỏng tựa ánh mặt trời, đầu tiên là ánh trăng ngưng tụ khi dùng chiêu. Cái thứ hai là ánh sáng cuồn cuộn của thân kiếm sau khi kiếm táng hoa trở thành bảo khí. Trong nháy mắt, dị tượng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng quẩn quanh trên thân kiếm, kiếm chém thẳng lên đầu lâu khổng lồ ngưng tụ từ huyết diễm kia. Đầu lâu lập tức bị chém vỡ, vô số mảnh vỡ ngưng tụ từ huyết sát vỡ ra trên không trung. Một mảnh vỡ to lớn trong đó rơi mạnh xuống hồ. Thiên địa chấn động, mặt hồ lập tức xuất hiện một hố sâu tận mấy trăm thước. Sau đó là những tiếng vang lớn ầm ầm xuất hiện, mấy trăm cột nước dâng lên tận trời, lực bộc phát đáng sợ như muốn xuyên thủng cả hư không. Sau khi dùng một kiếm chém vỡ quyền mang của đối phương, Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ đến mức tối đa, kim ô ấn sau lưng hiện rõ. Lâm Nhất lập tức biến thành một tia kim quang xông về phía trước, hắn vung tay, những tia kiếm mang màu bạc ầm ầm rơi xuống nhanh như tia chớp. Nhìn cả tinh không đều là bóng kiếm ùn ùn kéo đến. Mỗi một bóng kiếm màu bạc dưới sự gia trì của kiếm ý tiên thiên đại thành đều chứa đựng phong mang đáng sợ. Cơ Vô Dạ hừ lạnh, huyết sát trên người dâng trào,
bên ngoài cơ thể ngưng luyện ra một chiến giáp huyết quang. Chiến giáp này rất kỳ lạ, huyết quang bên trên tựa như máu tươi đang chảy, kiếm mang rơi lên đó đều bị cắn nuốt hơn một nửa một cách kỳ lạ. Kiếm mang đâm xuyên vào người Cơ Vô Dạ thì uy lực cũng giảm đi 7-8 phần. Dù kiếm táng hoa là bảo khí, còn được kiếm ý tiên thiên gia trì, thì đối mặt với chiến giáp huyết quang này, nó cũng rất khó xử. Cơ Vô Dạ cười dữ tợn, kiếm ý cũng không phải vạn năng. Với tu vi này của ngươi, dù có kiếm ý tiên thiên đại thành cũng chẳng là gì với ta cả. Trong lúc nói chuyện, sát khí cũng dâng lên trên người hắn ta. Hắn ta quát to một tiếng, lao tới một cách hung ác. Không thể đâm thủng ư. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, trước khi đối phương tiếp cận, hắn xoay cổ tay, từng tia kiếm quang sáng rực xuất hiện. Kiếm mang màu bạc ngưng luyện như một dải lụa sặc sỡ, xuyên thủng hư không, mãi không biến mất. Nhưng kiếm ý có mạnh mẽ đến mức nào khi rơi lên chiến giáp huyết quang cũng lập tức mất đi hơn một nửa uy lực. Với tu vi của Cơ Vô Dạ, uy lực còn lại hoàn toàn không thể đả thương hắn ta. Cơ Vô Dạ mặc kệ kiếm uy, vẫn xông tới nhanh như tia chớp, một quyền mang tàn bạo như thiên thạch rơi xuống xuất hiện, biến thành một đầu lâu huyết diễm khổng lồ đánh mạnh về phía Lâm Nhất. Nét mặt Lâm Nhất không hề thay đổi, hắn đứng trên không trung, không ngừng vung kiếm táng hoa. Bóng kiếm và quyền mang không ngừng giao đấu, cho dù thế tấn công của đối phương mạnh mẽ đến mức nào vẫn không thể áp đảo kiếm thế của Lâm Nhất. Oanh! Lại một tiếng quyền mang nổ tung vang lên, Lâm Nhất bị đánh bay mấy trăm thước, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ, sau đó xoay người, bay như hồng nhạn, đứng vững lại một cách dễ dàng. Tên này! Nền tảng vững chãi trên thành tựu kiếm đạo của Lâm Nhất khiến Cơ Vô Dạ không thể đánh tan kiếm thế của hắn. Cơ Vô Dạ tỏ vẻ bực bội, cũng mất kiên nhẫn hơn nhiều. Kiếm ý tiên thiên không đủ mạnh mẽ, mà chiến giáp ngưng tụ từ huyết sát lại quá kỳ lạ, có điều huyết sát thế này không thể nào tồn tại mãi được. Huyết sát luôn có lúc sẽ tiêu hao hết, muốn duy trì được chiến giáp huyết quang này chắc chắn không dễ dàng. Trong mắt Lâm Nhất lập tức có hàn mang lóe lên. Thiên phá vân. Oanh. Một tiếng kiếm lanh lảnh lập tức vang vọng khắp nơi, dưới kiếm âm, mặt hồ mênh mông vô tận như muốn nổ tung hết. Kèm theo kiếm mang chói mắt là nước hồ cuồn cuộn dâng lên, tạo thành một vòi rồng khổng lồ. Gió lớn thổi mạnh, kiếm thế không ngừng rơi xuống. Vòi rồng đáng sợ liên tục rít gào, kiếm ý ngưng tụ từ phong mang vô tận kéo đến. Muốn phá chiến giáp huyết quang của ta ư? Ngây thơ. Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói, tay phải hắn ta siết chặt thành quyền, đánh tới bằng một cách thô bạo bá đạo. Có điều huyết diễm trong cú đấm này rõ ràng còn mạnh hơn, tựa như có thể đánh tan mọi thứ trước mắt. Trong tiếng vang chấn động đất trời, sát chiêu của hai người va chạm với nhau, vòi rồng lập tức vỡ tan. Giọt mưa chứa đựng kiếm ý đáng sợ không ngừng rơi xuống mặt nước, tiếng nổ không dứt bên tai. Mặt nước vốn đang bằng phẳng lập tức nhấp nhô, trở nên gập ghềnh. Trong dị tượng đáng sợ này, Cơ Vô Dạ cũng không thấy rằng có rất nhiều giọt mưa đang lặng lẽ thẩm thấu vào chiến giáp huyết quang kia. Oanh! Lại một âm thanh lớn vang lên, hai người đang giao đấu đều lùi lại. Lúc này, những người đang theo dõi đều trợn mắt há mồm, cực kỳ ngạc nhiên. Cơ Vô Dạ này, mạnh quá, còn chưa sử dụng kiếm. Chỉ mỗi quyền mang ngưng tụ từ huyết sát đã đáng sợ thế này rồi. E rằng một quyền hắn ta tùy ý đánh ra cũng có thể đánh chết chúng ta. Chiến giáp huyết quang kia đúng là khắc tinh của kiếm khách. Kiếm khách sử dụng phong mang sắc bén, mỗi chiêu đều có tính xuyên thấu. Đối mặt với chiến giáp huyết quang này, kiếm ý tiên thiên đại thành của Lâm Nhất gần như mất tác dụng một nửa. Dường như Lâm Nhất muốn sử dụng chiêu này để làm mất đi chiến giáp huyết quang của Cơ Vô Dạ. Tiếc là dường như vẫn không có hiệu quả. Suy cho cùng kỹ thuật của Cơ Vô Dạ vẫn cao hơn một bậc, khả năng khống chế huyết sát đã đạt đến mức độ khó tin, Lâm Nhất không xong rồi. Toàn bộ biển trăng khô đều đang sôi trào, trận chiến thế này thật sự rất hiếm thấy trong các nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ. Thực lực của hai người đều khá đáng sợ. Ai cũng biết trận giao thủ trước đó chỉ là dò xét lẫn nhau thôi. Nhưng dò xét như thế, rõ ràng Cơ Vô Dạ đang chiếm lợi thế. Mấy người nhóm Tạ Vân Kiếm và Diêm Không đều thấy rõ,
không ngừng cười châm chọc, Lâm Nhất này vẫn còn ngây thơ quá. Muốn hủy đi uy danh của ta ư, giết ngươi, thậm chí ta còn không cần sử dụng kiếm. Cơ Vô Dạ đứng chắp tay trên mặt nước, chiến giáp huyết quang trên người tản ra ánh sáng chói mắt. Vậy sao? Lâm Nhất nở nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ giễu cợt. Có những vết nứt dần xuất hiện trên chiến giáp huyết quang, giọt mưa thấm vào trong chiến giáp ẩn chứa kiếm ý dâng trào, nổ tung ngay tại chỗ. Chiến giáp cứ thế nổ tung mà không hề báo trước. Nụ cười trên mặt Lâm Nhất biến mất, hắn hơi nhướng mày, vung ống tay áo, kiếm táng hoa vỗ lên trên một giọt nước. Oanh, oanh! Kiếm ý cuồn cuộn ngập tràn trong giọt nước, hồ nước rộng lớn bị kiếm ý kinh khủng làm không ngừng rung động. Cơ Vô Dạ bị nổ bay nhìn thấy giọt nước bay tới từ xa đang không ngừng phóng to trước mắt, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Không đợi thân thể hoàn toàn rơi xuống nước, hắn ta giơ tay, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ra khỏi vỏ, huyết quang chói lóa, thân kiếm lập tức ngăn cản giọt nước vốn muốn xuyên thủng trái tim hắn ta. Tiếng nổ tựa như sấm vang vọng trong đất trời, sau khi giọt nước nổ tung, một màn nước cao hơn trăm trượng dâng trào. Khóe miệng Cơ Vô Dạ có máu chảy ra, dưới sự dao động của cuồng phong, sắc mặt hắn ta trở nên khá khó coi. Khi nãy còn khoác lác là không cần rút kiếm. Ngay sau đó đã lập tức phải rút kiếm, cứ thế tự làm mất thể diện của mình. Cơ Vô Dạ, người vẫn nên nghiêm túc chút đi, nếu không ngươi sẽ chết thật đấy. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn đối phương. Nếu ngươi không nghiêm túc thì ngươi sẽ chết thật đấy. Chiến giáp huyết quang đột nhiên nổ tung, sau đó là một giọt mưa ép Cơ Vô Dạ phải rút kiếm trong nháy mắt. Tình thế thoáng chốc thay đổi thật sự khiến mọi người bất ngờ. Những người ở ven bờ biển trăng khô đều thầm tặc lưỡi, không chỉ Cơ Vô Dạ, Lâm Nhất này cũng không hề yếu. Với kiếm ý ẩn chứa trong giọt mưa nhìn như tầm thường khi nãy, e rằng dù là thiên tài Dương Huyền viên mãn nào cũng có thể bị nghiền thành một đống thịt nát. Dưới tình huống bất ngờ là chiến giáp nổ tung vẫn có thể rút kiếm ngăn cản giọt mưa này, thực lực của Cơ Vô Dạ đã vô cùng rõ ràng rồi. Hai người này không hổ danh là hai người có thể đi đến cuối cùng, cả hành trình đều không phải dựa vào may mắn. Cơ Vô Dạ lau đi vết máu trên khóe miệng, lè lưỡi liếm mấy cái, nét mặt vốn đã hung tàn dữ tợn càng có vẻ ác độc hơn. Có thể ép ta đến nước này, chẳng trách ngươi có thể đi đến trước mặt ta, ít nhất hai tên Tần An và Bùi Nhạc kia đều không làm được. Cơ Vô Dạ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Nhất bằng đôi mắt lạnh lẽo chứa đựng huyết quang. Đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó thì nhếch miệng cười, vừa lạnh lẽo vừa kỳ quái. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, Tử Diên kiếm quyết trong cơ thể điên cuồng di chuyển. Chân nguyên màu bạc dâng trào trong người liên tục gạt bỏ huyết sát trong quyền mang của đối phương đang chảy vào người. Trong đợt đánh trước đó, trông có vẻ kiếm thế của hắn từ đầu đến cuối không bị phá, nhưng ít nhiều gì huyết sát của đối phương vẫn chảy vào được một chút. Huyết sát kia rất sắc bén và khó xử lý, nếu không vì hắn có kiếm ý mạnh mẽ có thể khắc chế được thứ này. Thì e rằng lúc này, lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị cắt lìa rồi. Dù vậy, hắn cũng bị nội thương không nhẹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.